một cỗ man lực đáng sợ từ hai cánh tay lớn màu vàng làm cho người hít thở không thông bộc phát ra, hư không trong phạm vi hơn 10 trượng lập tức vặn vẹo, điên cuồng rung động ông ông giống như đánh trống. Sắc mặt những người vây quanh đại biến, toàn bộ vội vàng phóng ngược ra sau. Thạch xuyên không cũng không khỏi lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, giữa ngực bụng hiện ra 36 quang điểm tinh thần, bên ngoài thân càng hiện ra một tầng quang mang thật dày, hắc khí vốn quấn quanh trên người hắn lập tức đứt gãy từng khúc. Mặc cho hư không phụ cận vặn vẹo, man lực cuồn cuộn, cả người hắn vẫn như cũ lù lù bất động. Ánh mắt bát hoàng tử lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trên ngực bụng cũng đại thịnh kim quang, nổi lên bốn năm mươi quang điểm màu vàng. Hai cánh tay lớn màu vàng bên cạnh y cũng tỏa sáng hào quang, lập tức ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa nhanh chóng kéo dài ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ma thần màu vàng to lớn cao trăm trượng. Ma thần này rõ ràng là một đầu voi to lớn, cái mũi thật dài hầu như rủ xuống đến dưới chân, bên miệng mọc ra hai ngà voi màu vàng uốn lượn, thân thể cao lớn, cơ bắp nở rộ ra, làm cho người ta cảm giác vô cùng lực lượng. Đầu voi ma thần ngửa mặt lên trời há miệng thét dài, tiếp theo cánh tay ra sức kéo xiềng xích màu tím một cái. Hàn lập chứng kiến tình hình trước mắt, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Trên người hắn đại phóng hào quang tử kim, chân long, thải phượng, cự viên. Tám chín đạo hư ảnh chân linh từ đó hiển hiện ra, mỗi một đạo đều tản mát ra chấn động man lực làm cho người sợ hãi, chuyển động xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng vô cùng, phát ra tiếng gầm rú ô ô đáng sợ. Hai cỗ man lực ngập trời va chạm vào nhau ầm ầm, mặt đất run rẩy, tường thành phụ cận cũng chấp lên ù ù. Sạc sạc một tiếng vang thật lớn, tất cả xiềng xích màu tím đồng thời đứt gãy, thân thể bát hoàng tử chấn động mãnh liệt, đạp 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 liền lùi lại ba bước, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Thân hình Hàn Lập cũng nhoáng một cái, nhưng lập tức liền ổn định lại. Một màn này, lại để cho đám người vây chung quanh nhau nhau líu lưỡi không thôi. Hiển nhiên không ai ngờ được, bát hoàng tử trong mắt bọn họ dũng mãnh không thể địch, lại không làm gì được một tên nhân tộc. chương 825, giải vây. Chật chật, những dây xích này sao lại không bền chắc như vậy, mới kéo nhẹ nhẹ một phát đã đứt gãy mất. Ai, ta nói bát ca, lần sau không bằng việc làm ăn này giao cho quảng nguyên trai chúng ta, phẩm chất bao đảm ngươi sẽ hài lòng. Thạch xuyên không có chút đồng tình nhìn bát hoàng tử một cái, Lắc đầu nói ra, trong giọng không thiếu vẻ trêu chọc. Nói xong, gã còn lặng lẽ nháy nháy mắt với Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thở dài, Thạch Xuyên không giống như e sợ thiên hạ không loạn, lại còn muốn gây náo nhiệt thêm. Có Thạch Xuyên không tại đây, hắn cũng không lo lắng an nguy của bản thân, chỉ là sự tình này kết thúc như thế nào, lại là một nan đề. Sắc mặt bát hoàng tử đã sớm tái nhợt một mảnh, kim quang trên thân quay cuồng, đang tính làm gì đó. Hôm nay cửa thành này sao lại náo nhiệt như vậy? Vào thời khắc này, một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên, một cỗ thú sa xa màu xanh đen bình thường chẳng biết lúc nào từ trong cửa thành chạy ra, thanh âm là từ trong xe truyền ra. Thạch Xuyên không nghe tiếng, lập tức mặt lộ vẻ đại hỉ, bước nhanh về phía xe ngựa nghênh đón. Bát hoàng tử nghe được thanh âm này, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lạnh như băng chớp động mấy lần, kim quang trên người nhanh chóng thu liễm. Ma thần đầu voi thân người màu vàng kia cũng theo đó phiêu tán, biến mất không còn tâm tích. Hàn Lập thấy vậy, cũng bấm niệm pháp quyết phung lên, rất nhiều hư ảnh chân linh quanh người lập tức bắn ngược về, chui vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, rèm vải trên sa thú kia khẽ động, một bóng người chậm chậm từ đó bước xuống. Người đến là một nam tử chừng 30 tuổi, một bộ tóc trắng áo choàng, ngũ quan có 6 7 phần tương tự thạch xuyên không, ánh mắt ôn nhuận, thân hình thon dài, mặc một bộ trường sam xa màu xanh nhạt, nhìn phảng phất như một tú tài công tử thế tục. Tam ca, thạch xuyên không bước nhanh tới, kéo tay nam tử áo trắng, trong mắt nổi lên vẻ kích động. Thập tam đệ, người đã trở về. Trong mắt nam tử áo trắng cũng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Bái kiến tam điện hạ, đám người vây xem phụ cận hơn phân nửa lộ ra vẻ kính ngưỡng, nhao nhao quỳ xuống tham kiến, tình huống hoàn toàn bất đồng với lúc bát hoàng tử xuất hiện. Bát hoàng tử thấy vậy, không khỏi hư lạnh một tiếng, nhìn về một hướng khác. Tam hoàng tử, thạch phá không, hàn lập âm thầm dò xét nam tử áo trắng, trong miệng thì thào một tiếng hôm nay ta chỉ cải trang ra ngoài, chư vị không cần phải đại lễ như vậy. Cánh tay thạch phá không khẽ động, nhấc lên hư không phía mọi người chung quanh. Thân thể những người phổ cận quỳ xuống chật nhẹ, bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Ánh mắt hàn lập chớp lên, khí thức trên thân thạch phá không quỷ dị, như ẩn như hiện, lấy thần thức của hắn, vậy mà cũng không cảm giác được tu vi cảnh giới cụ thể. Bát đệ, phòng doanh thành này chính là thành quan trọng nhất dạ dương thành, ngoại trừ phải giám sát người vãng lai để đảm bảo an toàn trong thành, quan trọng hơn là làm thần dân an tâm. Mặc dù có chuyện, cũng không nên gióng chống khua chiêng như vậy, nếu không sẽ làm dân chúng lo sợ, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thạch phá không nhìn về phía bát hoàng tử, từ tốn nói. Tam ca nói đúng, bất quá người này là tu sĩ tiên vực, dựa theo quy củ, trước cần kiểm tra đối chiếu thân phận thật sự, có tín vật thân phận mới có thể vào thành. Thập tam đệ không nói nguyên nhân liền dẫn người này xông vào, ta mới ra tay ngăn cản. Trong mắt bát hoàng tử lóe lên một tia kiên kỵ mở miệng nói ra. Vị tu sĩ tiên vực này tên là Lệ Phi Vũ, chính là cận vệ thập tam đệ, việc này ta đã bẩm báo với Phụ Hoàng, đây là tín vật thân phận của hắn. Thạch phá không vung tay lên, một lệnh bài màu tím bắn ra, rơi vào trước người bát hoàng tử. Bát hoàng tử tiếp nhận lệnh bài, lật nhìn mấy lần, mặc dù có chút không cam lòng, vẫn gật đầu. Ngón tay thạch phá không khẽ nhúc nhích, tấm lệnh bài màu tím kia lóe lên từ trong tay bát hoàng tử biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người hàn lập sắc mặt bát hoàng tử cứng đờ, thần sắc lần nữa khó coi mấy phần. Lệ đạo hiếu, đây là lệnh bài thân phận của ngươi, xin cất kỹ. Thạch phá không mỉm cười nói với Hàn Lập, đa tạ tam điện hạ, Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, một mặt lệnh bài điêu khắc đồ án hai đầu ngũ trảo kim long, đầu đuôi tương giao, mặt kia là hình ảnh của hắn, chính là dung nhan chân thực. Con người Hàn Lập co rụt lại, tay siết chặt lệnh bài bởi vì ngay trước đó có một lát, hắn mới hiển lộ ra dung nhan chân thực. Đi thôi, thạch phá không mỉm cười, cũng không vào lại thú xa, lôi kéo Thạch Xuyên không đi về phía trong thành. Tâm niệm Hàn Lập chập trùng, cất bước đi theo, gương đá trên cửa thành ông một tiếng thanh minh, mặt ngoài nổi lên đạo đạo quang mang óng ánh, bên trong chiếu dọi thân ảnh ba người, cũng không có bất kỳ dị trạng nào. Bát hoàng tử nhìn thân ảnh mấy người đi xa, trong mắt lóe lên một tia quang mang âm lãnh. Trong đám người phụ cận có một nam tử áo xám, cũng nhìn về phía đám người thạch phá không đi xa, sau đó quay người rời đi, rất mau đến một chỗ hẻo lánh yên tĩnh, lật tay lấy ra một cái mâm tròn màu tím, nói nhỏ hai câu. Mâm tròn xoay tròn, phía trên chấp động tử mang, nhưng lập tức liền ảm đạm xuống. Nam tử áo xám thu hồi mâm tròn màu tím, thân hình thoát một cái chui vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. Ba người hàn lập rất nhanh tiến vào trong dạ dương thành. Sau cửa thành là một đường đi to lớn, chừng mười mấy người đi song song, hai bên đường là từng tòa ốc trạch lâu vũ liên miên, cũng không có các cửa hàng, người đi trên phố không nhiều, Phần lớn là một ít người hầu hoàng tộc mặc áo bảo tím, hoặc là binh lính tuần tra. Hàn lập quan sát một chút, liền ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy giữa không trung cao trăm trượng, thường cách một đoạn liền lơ lửng một viên cầu màu đen to cỡ đầu người. Trên viên cầu khắc đầy đường vân cùng phù văn màu đen, thời khắc có từng gợn sóng màu đen từ đó tản ra, chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Trong hư không phụ cận tràn ngập một cỗ vô hình chi lực, dày đặc ở khắp mọi nơi, như là sóng nước nhu hòa đó là cấm chế cấm bay do trận pháp đại sư bản tộc thiết kế thành, cho dù là độn quang của tồn tại đại la cảnh cũng có thể cưỡng ép giam lại. Phi hành trong thành chính là trọng tội, một khi bị bắt sẽ bị trừng phát rất nặng. Thạch Xuyên không chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, giải thích. Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu, lệ đạo hiếu, là ta cân nhắc không chu toàn, xém chút nữa hại người bị bắt ca bắt, thật sự là có lỗi. Trên mặt Thạch Xuyên không lộ ra một chút xấu hổ, nói. Là có người chủ tâm gây nên sự cố, dù chúng ta có chuẩn bị đầy đủ bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta thuận lợi vào thành hàn lập lắc đầu nói ra nói cũng đúng may mắn có tam ca đuổi tới kịp thạch xuyên không nhìn về phía thạch phá không bên cạnh cười nói ngươi làm việc luôn luôn quá xúc động không chịu cân nhắc hiện tại tình huống trong thành ngươi cũng biết một chút trước khi vào thành ngươi nên đưa tin cáo chi ta một tiếng ta an bài người tiếp ứng làm sao đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy thạch phá không thở dài Dùng một loại giọng điệu răn dạy ấu đệ, nói ra: "Tam ca dạy phải, lần sau ta sẽ nhớ kỹ." Thạch Xuyên không tùy ý đáp ứng một tiếng, hiển nhiên không có để ý. Người a," à, Thạch Phá không khẽ cười khổ, tựa hồ không có cách nào răn dạy được vị đệ đệ này. "Tam ca, ta lần này ra ngoài." Trong mắt Thạch Xuyên không chợt hiện ra vẻ kích động, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, về phủ đệ trước đã. Trong đôi mắt trong trẻo Thạch Phá không khẽ chuyển, đưa tay ngăn Thạch Xuyên không nói lôi kéo gã lên xa thú bên cạnh nơi đây là hoàng thành hàn lập thân là hộ vệ ngồi chung xe cùng hai vị hoàng tử thì không ổn nên ngồi cùng một chỗ với người đánh xe xa thú gào thét phóng đi rất nhanh biến mất ở nơi xa tốc độ xa thú khá nhanh rất mau tới trước một phủ đệ cao lớn sâu trong lạc giả khu trên tấm biển viết bốn chữ lớn lạc hành công phủ phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn cửa chính cao lớn khoáng đạt đủ cho sáu bảy người sánh vai ra vào trước đại môn đứng vững hai pho tượng sư thú to lớn uy mãnh đại môn màu tử kim tấm biển treo cao mạ vàng còn thủ về cửa ra vào bận áo giáp tiên diễm không một ai không hiển lộ rõ ràng địa vị phủ đệ tôn quý nơi đây hàn lập nhìn phủ đệ trước mắt dựa vào kiến thức một đường đi tới âm thầm suy đoán địa vị thạch phá không tại ma tộc thạch phá không hạ thú liễn trực tiếp mang thạch xuyên không cùng hàn lập đi vào phía trong rất mau đến một đại sảnh trong phủ đệ cũng vàng son lộng lẫy tôn quý xa hoa cực điểm Lệ đạo hiếu, thạch mỗ thân là hoàng tử, do thân phận hạn chế, không thể không bố trí phủ đệ như vậy, để các hạ chê cười rồi. Sau khi vào phủ, thạch phá không ôn hòa cười một tiếng, lấy xương hô đạo hữu cùng hàn lập. Đâu có, lệ mẫu chính là tu sĩ bên ngoài, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin tam điện hạ chớ trách mới đúng. Hàn lập khiêm tốn nói, lệ đạo hiếu một đường hộ tống thập tam đệ, công lao khổ cực, lúc này phải thâm tạ mới đúng, không biết lệ đạo hiếu cần đồ vật gì, hoặc cầu chuyện gì không. Thạch phá không nói ra, ta cùng thạch đạo hữu đã sớm có ước định, thâm tạ thì không cần. Hàn lập lắc đầu nói, thạch phá không nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn thạch xuyên không một cái, gật đầu nhẹ, không nhắc việc này nữa, ngược lại nói, lệ đạo hữu một đường đi tới, chắc hẳn giờ phút này cũng mệt nhọc rồi. Người đâu, mang lệ đạo hữu đi phòng khách nghỉ ngơi. Một người hầu áo bảo tím bước nhanh từ bên ngoài vào, người này là một thanh niên nam tử, thân hình không cao, gương mặt vừa gầy vừa dài, da mặt lại dị thường trắng nõn, cho người ta một loại cảm giác âm nhu dị thường. Hàn lập nhíu mày lại, tu vi thanh niên âm nhu này cực cao, đúng là một tu sĩ thái ất cảnh sơ kỳ, mà khí thức trên thân rất là quỷ dị, trong âm hàn lại xảo trá linh động, phảng phất một đầu rắn độc tiềm phục chỗ sâu trong hàn đàm, tùy thời chuẩn bị tập kích người đi ngang qua. Lệ đạo hiếu, xin mời, thanh niên âm nhu thi lễ với hàn lập một cái, hàn lập biết hai người thạch phá không có việc trao đổi, liền cáo từ rời đi, theo người hầu áo bảo tím kia đi ra ngoài vị lệ đạo hữu này luận về tâm tính hay là thực lực, đều bất phàm, thập tam đệ ngươi chiêu mộ được người này từ nơi nào vậy? Có đáng tin không, còn chuyện vừa rồi hắn nói ước định là chuyện gì? Chờ thân ảnh hàn lập đi xa, ánh mắt thạch phá không chấp lên hỏi. Lệ đạo hữu là một hảo hữu ta kết bạn được tại chân tiên giới, nhiều lần cứu mạng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Còn ước định vừa rồi, là chuyện như vậy. Thạch Xuyên không kể ước định của hai người một lần cho Tam Hoàng tử biết. Nếu có ân cứu mạng ngươi, ta tự nhiên toàn lực báo đáp. Tìm nữ tử tử linh kia, ngược lại không khó khăn, bất quá muốn mời đại tế tự cứu người, có thể sẽ có chút phiền phức. Lông mày thạch phá không cao lại nói, vì sao, ta nhớ quan hệ giữa tam ca ngươi cùng đại tế tự không tệ, mời hắn xuất thủ một lần hẳn là sẽ không khó khăn mới phải. Thạch xuyên không khẽ giật mình, nói ra, đó là trước kia thôi, mấy trăm năm trước, phụ hoàng giao tất cả sự vụ tế tự điện cho đại ca trưởng quản, đại tế tự hiện tại đã triệt để đầu nhập vào dưới chướng đại ca, muốn mời hắn ra tay cứu trị người của lệ phi vô kia, chỉ sợ khó khăn. Bất quá người yên tâm, ta sẽ hết sức cố gắng, có lẽ còn có cơ hội. Thạch phá không như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Phụ hoàng giao tế tự điện cho đại ca trưởng quản, lại giao thành phòng doanh cho bát ca, lão nhân gia ngài có ý gì? Chẳng lẽ dự định lập người như đại ca làm thánh chủ hay sao? Thạch xuyên không nghe vậy sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên. mươi 826, huynh đệ tình thâm, đại ca dù sao cũng là đại ca, người ở chỗ này của ta thì không sao, ở bên ngoài tuyệt đối không được vô lễ như thế. Mấy trăm năm trước đại ca tiến về phía Hắc Thủy Sơn Mạch ở Hắc Lô Vực, một lần hành động dẹp yên đạo phỉ đoàn hỏa Hắc Thủy Minh chiếm cứ ở đó nhiều năm. Phụ Hoàng cao hứng, giao tế tự điện cho hắn trưởng quản. Một cái tế tự điện mà thôi, không đến mức ảnh hưởng quá nhiều, chẳng qua là những năm này tâm tư Phụ Hoàng càng ngày càng khó dò, ta cũng nhìn không thấu. Thạch phá không lắc đầu, chậm rãi nói. Tam ca, ngươi không cần lo lắng, lần này ta ra ngoài lâu như vậy cũng không phải không công lãng phí thời gian." Sắc mặt Thạch Xuyên không hơi dễ nhìn một chút, vừa cười vừa nói. Nói xong, một tay gã nhấc lên, ngân quang hiện lên trong tay, một cây đàn tỳ bà ngân sắc dài khoảng một thước hiện ra. Đây chính là La Trá tỳ bà, ánh mắt Thạch Phá không rơi trên tỳ bà ngân sắc, đôi mắt có chút sáng ngời. "Đúng là bảo vật này." Thạch Xuyên không cười cười, sau đó đưa La Trá tỳ bà tới trước người Thạch Phá không. Thập tam đệ, người làm gì vậy? Thạch phá không sừng sốt một chút, đại ca có thể làm phụ hoàng vui, chúng ta cũng có thể. La trá tỷ bà là một trong trí bảo bổn tộc, năm đó bị người mượn đi, hôm nay vật bị mất về lại. Ngày mai ngươi dâng bảo vật này lên, phụ hoàng nhất định cao hứng, tất sẽ ban thưởng ân huệ không nhỏ. Thạch xuyên không cười nói, thạch phá không nhìn la trá tỷ bà, đôi mắt chấp động, sau một lát vẫn kiên định đẩy ra, lắc đầu cười nói, thập tam đệ, cái la chá tỷ bà này do ngươi chăm cây nhìn đắng mới tìm về, đương nhiên ngươi phải tự mình giao cho phụ hoàng. Ca ca ta dù không nên thân cũng không đến mức lấy đồ của đệ đệ đổi lấy công tích. Tam ca, đồ của ta không phải cũng là của ngươi sao? Ngươi không nên cố chấp quá, ta giao la chá tỷ bà cho phụ hoàng không có ích gì, căn bản là lãng phí." Thạch Xuyên không nhíu mày nói, "Thập Tam đệ, những năm này ngươi rời khỏi, phụ hoàng thường xuyên nhắc đến ngươi. Theo ta thấy, ngài vẫn có chút coi trọng ngươi." Hơn nữa ngươi cũng là một trong các hoàng tử, tư cách kế thừa lần này ngươi không nên buông tha quá sớm." Thạch Phá không vừa cười vừa nói, "Tam ca, ngươi nói lời này là có ý gì? Lần này ta tới chân tiên giới tìm La Trá tỷ bà vốn cũng là vì Tam ca ngươi. Về phần thánh chủ vị, ta chưa bao giờ nghĩ tới, cũng tự thấy không có năng lực đó." Thạch Xuyên không thất thanh nói, "Thập Tam đệ, ngươi không nên tự coi nhẹ mình, những năm này ngươi kinh doanh quảng nguyên trai vô cùng hiệu quả, phụ hoàng rất thỏa mãn với điểm ấy." nếu bàn về thuật trị quốc tuy rằng ngươi còn có chút khiếm khuyết nhưng mộ tính bất phàm nếu phụ hoàng có ý bồi dưỡng ngươi không nên cự tuyệt dù sao ta và ngươi không cần phân chia rõ ràng nếu ngươi được thừa nhận ta cũng sẽ cảm thấy vui mừng thạch phá không lắc đầu nói tam ca phải chăng có chuyện gì xảy ra đúng không thạch xuyên không im lặng một chút hỏi không có ngươi không nên nghĩ nhiều chỉ là gần đây ta chợt có điều ngộ ra mặc dù thánh chủ vị quan trọng nhưng cũng không cần quá cố chấp tùy duyên thôi thạch phá không bình thản cười nói thạch xuyên không nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc tuy thạch phá không bình thản nhưng trong lời nói trước đây đã từng thể hiện có ý với ngôi vị thánh chủ nói đó là mong muốn bình sinh của y cũng không đủ yên tâm đi ta không có chuyện gì chẳng qua gần đây tu vi có chỗ tinh tiến tâm tình đã xảy ra một ít biến hóa mà thôi cũng hiểu được một ít gì đó thạch phá không cười nhạt nói tam ca người đã đột phá bình cảnh đại la thạch xuyên không nghe vậy vừa mừng vừa sợ cái này thì chưa, đại la cảnh không phải chuyện đùa, há có thể tùy ý đột phá, chẳng qua là hơi ngộ ra một ít mà thôi. Thạch phá không lắc đầu, thạch xuyên không nghe vậy, thần sắc vui mừng trên mặt vẫn không giảm. Trên phương diện tu luyện, thiên phú của tam ca gã rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Nếu đã có chỗ giác ngộ, tin rằng cách mức đột phá còn không xa. Thập tam đệ, thánh chủ vị ta vẫn cố sức tranh, chẳng qua ngươi không cần lo lắng phải tương trợ ta như thế nào, càng không thể gặp nguy hiểm vì chuyện này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, sao ta có thể nói rõ với mẫu phi dưới cử viên. Thạch phá không nhìn thạch xuyên không, thở dài. Mẫu phi, thạch xuyên không nghe chuyện đó, im lặng xuống. Người bình an trở về chính là chuyện vui lớn, không nói những thứ này. Thạch phá không cười ha ha, chuyển hướng câu chuyện. Thạch xuyên không hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Những năm này người đã trải qua việc gì bên ngoài, nói kỹ với ta một chút. Thạch phá không cố ý chuyển chủ đề, hỏi tới chuyện khác thạch xuyên không nghĩ một chút cẩn thận kể lại một lần những chuyện ở chân tiên giới tìm kiếm di tích chân môn môn bị hôi tiên đuổi giết rơi vào hôi giới cuối cùng đào thoát ra khỏi lưu lạc thập hoạn sơn mạch sau lại một đường tiến về giả dương thành từng dấu mốc từng sự kiện nhẹ nhàng nói ra vì không muốn thạch phá không lo lắng hắn tân trang lại những tình huống hiểm tử hoàn sinh dù vậy sắc mặt thạch phá không cũng biến đổi liên tục thần sắc trách cứ trong mắt càng ngày càng lớn về sau chúng ta hợp lực đánh chết chiếu cốt chân nhân tiến nhập giả dương cảnh sau đó bình an tới giả dương thành thạch xuyên không chậm rãi nói đoạn đường này không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm bao nhiêu lần sinh tử lúc này ngồi trong đại sảnh kể lại dường như cả một câu chuyện hồi lâu trước kia không thể tưởng được lần này ngươi đến chân tiên giới lại gặp nhiều chuyện như vậy còn lưu lạc đến hồi giới trong truyền thuyết những kinh nghiệm này tuy rằng đặc sắc bất phàm nhưng quá mức nguy hiểm thập tam đệ ngươi chính là hoàng tử tri tôn thân thể vạn kim ngày sau quyết không thể lấy thân phạm hiểm như thế. Thạch phá không cảm khái một chút, lập tức thần sắc nghiêm túc nói. Ta hiểu, tam ca, người yên tâm đi. Sắc mặt thạch xuyên không hơi trầm, gật đầu nói. Đoạn đường này tuy gặp nhiều nguy hiểm, giờ đây hồi tưởng lại, nhưng cũng làm nhiệt huyết sôi trào phấn khích. Hắn thân là hoàng tử, từ nhỏ lớn lên dưới sự bảo bọc của người bên cạnh, ngày sau không biết còn cơ hội tiếp tục tự trải qua bậc cảm xúc minh mông mạo hiểm này không. Thực lực lệ phi vũ kia đạt đến loại trình độ này, hơn nữa còn tu luyện thời gian pháp tắc ngược lại là một nhân tài hiếm có từ lời ngươi kể người này rất xem trọng tình nghĩa bằng hữu thập tam đệ ngươi cần tiếp tục duy trì tốt tình hữu nghị giữa các người nói không chừng ngày sau có thể có trọng dụng thạch phá không đi tới đi lui nói lệ huynh cùng ta trải qua khảo nghiệm sinh tử tất nhiên là bằng hữu đáng tín nhiệm nhất đúng rồi tam ca về sự tình của hắc dứ vương người định xử lý thế nào ngày đó ta vì cố thoát thân đành phải lá mặt lá trái với hắn chuyện này không tạo thành phiền toái gì với ngươi chứ thạch xuyên không nghĩ tới một chuyện hỏi thập hoạn đại vương và ma tộc hoàng triều là quan hệ đối địch nếu để các hoàng tử khác tìm được chứng cứ họ cấu kết với hắc dứ đại vương sẽ gặp phiền toái không nhỏ đương nhiên không có có thể kết minh với một tồn tại đại la cảnh chính là chuyện tốt kỳ thật hắc dứ vương đã phái người liên lạc qua với ta chỉ là người này có chút giảo hoạt trước mắt vẫn chưa nhìn thấu mục đích của hắn ánh mắt thạch phá không chấp động nói không tạo thành phiền toái với ngươi là tốt rồi." Thạch Xuyên không nhẹ nhàng thở ra, "Giờ ngươi đã thuận lợi vượt qua sát suy, mấy ngày tiếp nên tu luyện thật tốt, củng cố cảnh giới một chút. Ta đã sắp xếp xong xuôi công việc tiến vào tế đàn nguyệt thần cho ngươi, 7 ngày sau, ngươi tiến vào trong đó đi, tranh thủ trước khi phụ hoàng xuất quan tiến giai thái ất cảnh." Thạch Phá không lập tức chuyển chủ đề, trịnh trọng nói, "Phụ hoàng lại đang bế quan." Thạch Xuyên không khẽ giật mình hỏi, "Không sai." những năm gần đây phụ hoàng càng ngày càng thường xuyên bế quan cũng không biết lão nhân ra người đang tu luyện bí thuật công pháp gì thạch phá không nhìn phía bên ngoài phòng trong mắt dường như có quang mang hiện lên a à, ngược lại đúng là có chút kỳ quái lông mày thạch xuyên không cũng hơi nhíu chuyện của phụ hoàng không cần chúng ta lo lắng những ngày này thập tam đệ ngươi liên tục lên đường chắc hẳn cũng khổ cực trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi thạch phá không cười cười nói thạch xuyên không nghe vậy đứng lên nhưng không cất bước ánh mắt nhìn về phía la trá tỷ bà trong tay, nói tam ca, la trá tỷ bà này. Ta đã nói rồi, nếu vật ấy là người tìm về, tự nhiên là người dâng lên cho phụ hoàng. Theo lời ngươi nói lúc trước, lúc này phụ hoàng đã biết là người tìm về la trá tỷ bà này, nếu ta dâng lên, lão nhân ra người ngược lại sẽ mất hứng. Ngữ khí thạch phá không kiên quyết nói, thạch xuyên không im lặng một lát, thở dài, vất tay thu la trá tỷ bà vào, đứng dậy đi về phía nội đường. Thạch phá không mỉm cười đưa mắt nhìn Thạch Xuyên không rời khỏi, chính mình cũng chưa đi, lẳng lặng ngồi trong phòng. Sau một lát, chỗ mặt đất trước người y hiện ra một bóng hình, một hắc ảnh hình rắn chui ra, nhanh chóng bảnh trướng biến lớn, hóa thành một bóng người áo bảo tím, chính là thanh niên âm nhu kia. Thân ảnh này dường như cũng không phải là bản thể, mà giống như một thân ngoại hóa thân, không tản mát ra chút khí thức nào. Khởi bầm tam điện hạ, thuộc hạ an bài lệ đạo hữu ở trong trường đình uyển thanh niên âm nhu quỳ một chân trên đất bẩm báo. Ừ, mặc dù người này là bằng hiếu thập tam đệ nhưng dù sao hắn cũng là người tiên vực, mục đích không rõ, người phải nghiêm mật theo dõi hắn. Thần thông người này rất cao minh, người phải cực kỳ cẩn thận, đừng để bị hắn phát hiện. Thạch phá không gật gật đầu, lại phân phó. Thuộc hạ tuân mệnh, thanh niên âm nhu đáp một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, chui xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Thạch phá không đứng yên một lát trong phòng, rất nhanh cũng quay người đi về phía nội đường. Phủ đệ tam hoàng tử, sâu trong một đình viện, đình đài lầu các, hoa viên lưu thủy đều có, so với vô số hoa viên tiên cung ở chân tiên giới càng tinh xảo hơn. Nơi này là chỗ ở thạch phá không chuẩn bị cho hàn lập, toàn bộ đình viện chung quanh đều bố trí cấm chế đặc thù, từng giây từng phút rót một lượng lớn linh lực vào trong đình viện, khiến cho thiên địa linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm. Một căn phòng sâu trong đình viện, hàn lập đang khoanh chân ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết từng đạo quang mang đủ mọi màu sắc bay vụt ra từ trong tay hắn ra, sau đó rơi vào các nơi trong gian phòng, mở ra bốn năm tầng cấm chế. sắc mặt Hàn Lập lúc này mới buông lỏng, ngón tay khẽ động, trước người hiện ra một cổng ánh sáng màu bạc. thân hình hắn khẽ động, bay vào trong cánh cổng ánh sáng, tiến nhập không gian Hoa Chi. đi vào không gian Hoa Chi, lúc này Hàn Lập mới thật sự trầm tĩnh lại. hắn tiến vào chỗ lầu các kia, đầu tiên kiểm tra một chút tình huống của đề hồn, không có quá nhiều biến hóa so với trước. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng ngầm thở dài, thân thể đề hồn, hắn đã bất lực, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào đại tế ti kia rồi, hy vọng Thạch Xuyên không có thể mời vị đại tế ti kia tới. Thoáng nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, từ tình huống thấy khi vào thành hôm nay, giờ thế cục bên trong dạ dương thành phức tạp, mạch nước ngầm giữa các vị hoàng tử cuộn trào, một khi vô ý thì có thể bị cuốn vào trong đó. Tuy rằng hiện giờ hắn và Thạch Xuyên không xem như bằng hữu quan hệ không tệ, nhưng hắn cũng không muốn dính sâu vào đó, chẳng qua dọc đường hồ tống thạch xuyên không này, hắn đã liên tiếp chém giết thân tín mấy tên hoàng tử, hiện giờ muốn hoàn toàn không quan tâm chỉ sợ cũng không được. chương 827, điểm duyệt, Hàn Lập ngồi chỗ này trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Tình huống trước mắt hiển nhiên đã không phải do hắn quyết định nữa, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ việc này nữa, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cốt giới màu đen, chính là chữ vật pháp khí của chiếu cốt chân nhân thời gian qua hắn và thạch xuyên không một mực vội vàng di chuyển chưa kịp xem xét giới chỉ này chữ vật pháp khí của một tu sĩ đại la nghĩ đến chắc có lẽ không để cho hắn thất vọng a à. đang suy nghĩ hàn lập thả ra một luồng thần thức chui vào trong cốt giới màu đen hắn nhắm mắt dò xét tình huống bên trong cốt giới qua gần nửa canh giờ mới mở to mắt bấm niệm pháp quyết vung tay áo lên một mảnh hào quang màu xanh cuộn ra trên mặt đất lăng không xuất hiện tám cột đá màu trắng cao nửa xích một cốt bài màu trắng còn có một khối phủ điêu màu đen. Tám cột đá màu trắng này tán phát ra từng trận tinh quang màu xương trắng, chính là tám tòa bạch cốt kinh quan kia. Mỗi một tòa bạch cốt kinh quan đều tản mát ra chấn động khô cốt pháp tắc kinh người, tám tòa ở cùng một chỗ, chấn động càng thêm kinh người. Giờ phút này tuy không có người thúc dục, nhưng xương cốt trong cơ thể hắn cũng mơ hồ bị cỗ pháp tắc chi lực này dẫn động, rung động lắc lư không thôi. Tám tòa bạch cốt kinh quan này hẳn là bản mệnh ma khí của chiếu cốt chân nhân, được vị ma tu đại la cảnh này uẩn dưỡng không biết bao nhiêu lâu, cho nên mới ẩn chứa khô cốt pháp tác đáng sợ như thế. Tuy Hàn Lập không cách nào thúc giục tám tòa bạch cốt kinh quan này, nhưng pháp tác chi lực minh mông bên trong vẫn có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Hắn mỉm cười, bấm niệm pháp quyết tế ra huyền thiên hồ lô, một cỗ hào quang xanh biếc từ đó phun ra, quấn lấy tám tòa bạch cốt kinh quan kia. Vèo một tiếng, tám tòa bạch cốt kinh quan được thu vào trong huyền thiên hồ lô, giặc giặc vài tiếng liền bị chấn nát ra. Tám đoàn quang cầu bạch cốt hiển hiện ra trong huyền thiên hồ lô, mỗi một đoàn quang cầu đều tản mát ra chấn động pháp tắc kinh người. Trong mắt Hàn Lập vui vẻ, uy lực tám đoàn khô cốt pháp tắc này rất mạnh, về sau có thể dùng làm lá bài tẩy của mình. Ngay lúc thần thức của hắn đang tính rời khỏi huyền thiên hồ lô, tám đoàn khô cốt pháp tắc đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy mà chậm rãi dung hợp cùng một chỗ với nhau. A, à, trong miệng Hàn Lập kêu nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tám đoàn khô cốt pháp tắc rất nhanh triệt để dung hợp hóa thành một đoàn bạch cốt quang cầu lớn gấp hai ba lần mỗi đoàn vừa rồi mà ở chính giữa quang cầu mơ hồ hiện ra một đoạn hư ảnh xương khô nhỏ màu xám trắng bạch cốt quang cầu tản mát ra chấn động pháp tắc ngược lại không có mãnh liệt như trước nhưng lúc hàn lập nhìn vào đoạn hư ảnh xương khô trong đó trong đáy lòng dâng lên cảm giác phát lạnh hắn hơi sừng sốt một chút rất nhanh trong lòng mừng rỡ nếu như tám đoàn khô cốt pháp tắc vừa rồi có thể làm át chủ bài của mình thì hư ảnh mảnh xương khô này tuyệt đối có thể làm đòn sát thủ của mình suất kỳ bất ý thông qua hồ lô phóng thích, có thể tạo thành uy hiếp với tu sĩ đại la cảnh. Hàn Lập cẩn thận cảm thụ khí tức đáng sợ của hư ảnh xương khô một lát, sau đó mới lưu luyến thu hồi huyền thiên hồ lô. Hắn lại cầm lấy cốt bài màu trắng, phía trên khắc rậm rạp chẳng chịt vô số chữ nhỏ, chính là công pháp tu luyện khô cốt chân kinh của chiếu cốt chân nhân, ngoài ra còn có một ít tâm đắc tu luyện của lão. Khô cốt chân kinh là vật được một gã ma tu đại la cảnh khổ tu tìm hiểu cùng mang theo bên mình, đương nhiên không phải chuyện đùa, nếu đặt ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ đến cướp đoạt. Bất quá đối với Hàn Lập lúc này, lại không có ý nghĩa gì nhiều. Hôm nay chủ tu của hắn vẫn là thời gian pháp tắc, đã góp nhặt không ít công pháp biển tịch về nó, còn chưa tìm hiểu thấu đáo, không có khả năng bỏ dở nửa chừng đi tu luyện một môn công pháp hoàn toàn mới. Tham thì thâm, đạo lý này hắn đã sớm thấu hiểu. Hắn xem thoáng qua một chút nội dung công pháp, cũng không có xem kỹ, ngược lại xem kỹ một ít tâm đắc tu luyện đằng sau. Non nửa khắc sau, hắn lật tay thu hồi cốt bài lại cầm phù điêu màu đen cuối cùng kia lên khối phù điêu này chỉ lớn cỡ bàn tay điêu khắc một ma thần ba đầu sáu tay đang ngồi dưới đất với một tư thế quái dị hàn lập liếc nhìn phù điêu màu đen một lát sau chỗ mi tâm lóe lên một đạo tinh quang từ đó bắn ra chui vào trong phù điêu phù điêu màu đen tựa hồ sống lại tay chân vũ động làm ra các loại tư thế mỗi một loại tư thế sau lưng phù điêu đều hiện ra rất nhiều chữ cực nhỏ tựa hồ đang diễn giải cái gì đó Chẳng qua những chữ nhỏ này Hàn Lập cũng không biết, tựa hồ là một loại cổ văn. Hàn Lập cũng không biết phù điêu màu đen này là loại bảo vật gì, chẳng qua thấy nó kỳ lạ, bị tinh thần lực của hắn kích thích, liền tự động vũ động, cho nên liền lấy ra xem. Những tư thế trong phù điêu này, tổng cộng có 12 loại, văn tự sau lưng cũng tương tự, đối ứng ra tổng cộng 12 thiên. Hắn suy nghĩ một lát, lật tay lấy ra một khối ngọc giản còn trống, viết 12 thiên văn tự sau lưng phù điêu vào, tính ngày sau có cơ hội thích hợp sẽ tìm người hỏi thăm thoáng một chút. Đồ vật trong cốt giới màu đen, đương nhiên không chỉ có ba vật này, bên trong còn có rất nhiều tài liệu, ma nguyên thạch, đan dược. Chẳng qua số lượng những vật kia rất nhiều, lại không quá chân quý, hắn chẳng muốn đi xem kỹ từng cái. Ngoài ra, ma nguyên thạch trên người chiếu cốt chân nhân không ít, chừng hơn 200 vạn khối, chắc hẳn trong thời gian tới ở ma vực, hẳn là đủ dùng, thậm chí hắn có thể dùng để vơ vét không ít kỳ chân dị bảo. Giải đạo hữu, chữ vật giới chỉ này phiền ngươi giúp ta kiểm tra thoáng một chút, bên trong nếu có đồ vật ngươi cần dùng, cứ việc lấy là được. Hàn lập gọi giải đạo nhân tới, đưa cốt giới màu đen cho gã. Giải đạo nhân im lặng gật đầu, tiếp nhận cốt giới màu đen, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian tiếp theo, Hàn lập không ở lâu trong không gian hoa chi, rất nhanh trở về phòng, giờ phút này sắc trời phía ngoài đã tối xuống. Ngay lúc đó, đuôi lông mày Hàn lập nhảy lên, nhìn về một chỗ bên ngoài gian phòng, ánh mắt chấp lên mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất bất quá hắn cảm ứng được vừa rồi bên ngoài có một cỗ khí thức cực kỳ yếu ớt tựa hồ đang nhìn trộm chính mình hắn im lặng một lát cũng không tiếp tục dò xét nữa bản thân là một ngoại nhân đi vào dạ dương thành thạch phá không phái người theo dõi mình là điều rất bình thường chỉ cần đối phương không quá phận ép sát hắn tự nhiên sẽ làm như không nhìn thấy nghĩ như vậy hàn lập quay người đi vào nội thất khoanh chân ngồi xuống trên giường một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày thứ hai, một hồi tiếng gõ cửa từ bên ngoài đình viện truyền đến. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, đứng lên, đi vào trong đình viện, mở cửa ra sân, đúng là Thạch Xuyên không tới. Lệ đạo hiếu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Thạch Xuyên không cười một tiếng hỏi, một thời gian dài như vậy mới có được một giấc an ổn. Mau mời vào, Hàn Lập cười cười, tránh ra một đường, mời Thạch Xuyên không vào trong. Ta không cần vào, Thạch Mỗ vừa mới phản hồi dạ Dương Thành, có rất nhiều chuyện cần xử lý, lần này tới đây là có chuyện muốn nói với lệ đạo hữu Sắc mặt Thạch Xuyên không hơi mất tự nhiên, a à, có chuyện gì, Thạch Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Trong nội tâm Hàn Lập nổi lên dự cảm không tốt, hỏi. Là về việc mời đại tế ti trị liệu cho đề hồn đạo hữu Hôm qua ta có hỏi Tam Ca, tình huống bây giờ có biến, trước mắt đại tế ti đã đầu phục dưới chướng đại ca ta, muốn mời đại tế ti tới đây chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá lệ đạo hữu yên tâm, Tam Ca đang nghĩ biện pháp, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ mời đại tế ti đến, kính xin ngươi kiên nhẫn đợi một thời gian ngắn. Thạch Xuyên không trần chờ một chút, nói ra, cái này, cũng không phải lễ mố thúc giục ngươi, chẳng qua là tử dương noãn ngọc trung phẩm trong tay ta còn thừa không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể kiên trì một hai chục năm, kính xin ngươi mau chóng. Hàn lập nhíu mày, về tử dương noãn ngọc, lệ đạo hữu không cần phải lo lắng, tam ca đã phái người đi thu mua rồi, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ đưa tới. Thạch Xuyên không nghe vậy nói ra, nếu có đầy đủ tử dương noãn ngọc trung phẩm ngược lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian sắc mặt hàn lập buông lỏng lệ đạo hữu yên tâm nếu như ta đã đáp ứng ngươi việc này nhất định sẽ làm được sẽ không để ngươi đợi quá lâu ánh mắt thạch xuyên không kiên định nói đa tả thạch đạo hữu phí tâm lúc này hàn lập gật đầu nhẹ còn việc nữa ta muốn bế quan một đoạn thời gian thử trùng kích thái ất cảnh khả năng trong thời gian tới sẽ không đến đây thăm lệ đạo hữu được có chuyện gì người cứ trực tiếp phân phó người hầu trong phủ là được. Thạch Xuyên không lập tức nói ra, vậy trước sớm chúc mừng ngươi rồi, dùng tư chất thạch đạo hiếu, tiến giai thái ất cảnh vẫn là nắm chắc. Hàn lập cười nói, cảm ơn cát ngôn của lệ đạo hiếu. Thạch Xuyên không cười nói, hai người đứng tại cửa nói chuyện một hồi, sau đó Thạch Xuyên không cáo từ ly khai. Hàn lập đợi thân ảnh gã ly khai, sắc mặt hơi trầm xuống, đứng yên một lát, sau đó quay người trở về đình viện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt qua gần nửa tháng, Thạch Xuyên không đã bắt đầu bế quan. Mấy ngày nay, Hàn Lập không bước ra khỏi nhà, một mực ở trong phòng. Mà trước khi Thạch Xuyên không chính thức bế quan, Hàn Lập từng gặp mặt gã một lần, tính mượn từ gã một ít thư tịch để đọc. Thứ nhất là muốn xem thoáng một chút có thể tìm được tình huống tương tự với đề hồn hay không. Thứ hai là muốn xem xét một ít về nội dung tu luyện linh vực. Lúc trước một trận chiến với chiếu cốt chân nhân, thắng được trong đần độn u mê, Hàn Lập Thủy Trung cảm thấy không quá yên tâm linh vực của chiếu cốt cùng những người khác mà hắn thấy trong quá khứ không giống nhau lắm, hắn nhất định phải biết rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tưởng rằng sự tình liên quan đến điển tịch bổn tộc, Thạch Xuyên không sẽ do dự thoáng một chút, nhưng không nghĩ xế chiều hôm đó, gã liền ôm đến một chồng cổ tịch đẹp đẽ, đưa đến trước mặt Hàn Lập. Lúc gần đi, gã lại dặn dò, những thư tịch này là của tam ca gã, không thể tổn hại, nếu không nhất định sẽ bị tam ca trách mắng. Mặt khác trên thư tịch đã thiết kế cấm chế, chỉ có thể đọc, không thể phục chế. Hàn Lập gật đầu đáp ứng, sau đó Thạch Xuyên không cáo từ rời đi. Trong mấy ngày sau, Hàn Lập cũng không sốt ruột tìm đọc cổ tịch, dù sao Thạch Xuyên không cũng không giới hạn thời gian cho mượn đọc. Sau mấy ngày để quen thuộc với hoàn cảnh biệt huyền, hắn mới bắt đầu chăm chú đọc những cổ tịch này. Hơn 10 bản cổ tịch thật dày, ngoài bìa đều được đúc từ kim loại rắn chắc mà thành, bên ngoài được khắc những đóa hoa và đồ án dị thú đẹp đẽ vô cùng, trang sách bên trong là một loại gia thú, tính chất mềm mại, cực kỳ tê. Bên dẻo trong đó, nội dung đại đa số cổ tịch đều là về thần hồn bị thương hoặc là phong cấm nguyên anh, chính giữa còn kèm theo nhiều loại bí thuật ma tộc, vốn là điều bí mật không thể cho người ngoài biết, nhưng tất cả đều không có giữ lại mà hiện ra trước mắt Hàn Lập. Bất quá, dù sao Hàn Lập cũng không phải ma tộc, cũng không chủ tu công pháp ma tộc, đối với những thứ này chỉ xem thoáng qua, cũng không có ý định thử tu luyện. Chương 828, sơ thám phường thị. Điều làm cho Hàn Lập có chút thất vọng chính là trong những cổ tịch này miêu tả bất kể là thần hồn bị tổn thương dẫn đến hôn mê lâu dài hay là nguyên anh bị phong cấm dẫn đến ngủ say bất tỉnh đều không quá giống với tình huống của đề hồn hôm nay thần hồn đề hồn cũng không bị thương dù có thì lúc trước hẳn là đã được tử dương noãn ngọc chữa trị hoàn hảo rồi về phần nguyên anh bị phong cấm thì càng không có căn cứ tìm đọc đến cuối cùng hàn lập cũng chỉ có thể thở dài một tiếng chuẩn bị tính toán khác đối với lời nói của thạch phá không cầu trợ đại tế ti dưới chướng đại hoàng tử hàn lập cũng không kỳ vọng nhiều dù sao hai phe bọn họ là đối thủ tranh chấp một mất một còn tồn tại lợi ích hút mắc không nhỏ. Xem tình hình trước mắt, vị đại hoàng tử này hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản, sao lại cam nguyện giúp đỡ viện thủ của đối phương? Trong thời gian tiếp theo, Hàn lập tiếp tục tìm đọc thư tịch, lại xem qua đại lượng nội dung miêu tả về linh vực. Hắn giống như đột nhiên mở ra một cánh cửa thế giới mới. Lúc này mới phát hiện chính mình trước kia hiểu về linh vực thật sự quá mức nông cạn. Đối với linh vực, hắn tiếp xúc cũng không phải là chế năm đó bảo hoa từng thi triển huyền thiên ngụy linh vực về sau đám người tiêu tấn hàn cũng đều thi triển linh vực chính thức trong đó còn không thiếu linh vực tạo vật cảnh về sau chính hắn cổ động ra linh vực dưới sự trợ giúp của hôi tiên mặc vũ nhưng lão cũng không thổ lộ quá nhiều nội tình về nó hiện nay cuối cùng hắn cũng dần hệ thống hiểu rõ thoáng một chút về linh vực nguyên lai like, linh vực mặc dù phân chia tạo vật cảnh cùng hóa linh cảnh nhưng lúc tu luyện cả hai lại không phân chia trước sau cũng không phải nói trong linh vực nuôi dưỡng vực linh nhưng nhất định trước phải đạt đến tạo vật cảnh. Chẳng qua là dưới tình huống bình thường tại tiên giới, đại đa số tu sĩ đều lựa chọn tu luyện linh vực đến tạo vật cảnh trước, về sau mới có thể tiến hành tu luyện hóa linh cảnh. Về điểm này, kỳ thật cũng không khó lý giải, giống như là ở thế tục tu kiến phòng ốc, chỉ có thể xây dựng phòng ốc vững chắc, đặt đầy đủ các đồ dùng vật phẩm trong nhà, sau đó mới mời người vào ở, như vậy là ổn thỏa nhất đấy. Nếu trực tiếp tu luyện hóa linh cảnh linh vực, kỳ thật cũng không phải không thể chẳng qua giống như để cho vực linh sinh trưởng trong một cánh đồng hoang vu bát ngát, đối với bản thân vực linh, hao tổn cùng tương lai phát triển đều không được tốt. Hơn nữa, thời điểm sử dụng vực linh đó, hiệu quả cũng có hạn, phần lớn chỉ có hình thù mà không có sức mạnh. Mà việc cô động tạo vật cảnh hay là tu luyện hóa linh cảnh đều cần thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, chẳng những người tu luyện cần tiêu phí đại lượng tài nguyên, còn phải hao phí đại lượng tâm thần. Lúc trước Hàn Lập chỉ cô động linh vực phổ thông đã hao tốn không ít thời gian cùng tâm thần rồi. Còn về việc cô động tạo vật cảnh, cần dùng thời gian vạn năm để tính toán, luyện hóa các loại đồ vật pháp tắc, phù hợp với đại đạo của mình, dung nhập vào trong linh vực, tạo ra các loại giống như đồ tượng đồ vật, ví dụ phòng ốc kiến trúc, sơn thủy cảnh quan. Mà quá trình này không phải chỉ cần tiêu phí thời gian, còn nhất định không được sơ hở tí nào, giống như khi luyện đan luyện khí, cũng đồng dạng tồn tại tỷ lệ thất bại nhất định, một khi không thành, tổn thất sẽ là các đồ vật chứa pháp tắc. Mặc dù có thể thành công, những đồ vật pháp tác dung nhập vào cũng cần trải qua năm này tháng nọ tích lũy từng điểm từng điểm, dần dần mới có thể hình thành quy mô, giống như tám tòa bạch cốt kinh quan của chiếu cốt chân nhân lúc trước, chính là hao phí mấy trăm vạn năm mới cấu trúc ra được tám tòa. Về phần muốn cho đồ vật pháp tác sinh ra linh thức, hơn nữa dung nhập nó vào trong đó hóa thành vực linh thì càng khó khăn hơn ngàn vạn lần. Đại bộ phận tu sĩ vì không để trì hoãn bản thân tu hành tiến cảnh, cũng rất ít nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian trên việc này. Cho nên Lúc trước Hàn Lập gặp nhiều tu sĩ như vậy, bất kể là tu sĩ Đại La Cảnh hay là Thái Ất Ngọc Tiên, hoặc là Kim Tiên cùng Chân Tiên, phóng xuất ra linh vực thì đại đa số đều là linh vực phổ thông, cực ít nhìn thấy linh vực tạo vật cảnh cùng hóa linh cảnh. Khép lại tất cả cổ tịch, trong lòng Hàn Lập cảm khái không thôi, ngày sau nếu gặp lại hai loại linh vực này, dù cho tu vi đối phương không cao, cũng nhất định không thể chủ quan. Chẳng qua là tạm thời hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, trong ngắn hạn cũng không có ý định tiêu phí công phu trên vấn đề này điều tức một chút hàn lập khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện lúc trước một đường trốn chạy thời gian quá mức vội vàng hắn đã chỉnh hợp được năm bộ thời gian công pháp từ đó có được đại ngũ hành nguyễn thế quyết trên thực tế vẫn luôn chưa từng hảo hảo tìm hiểu qua lúc trước đã tu luyện ba bộ công pháp chân ngôn hóa luân kinh thủy diễn tứ thời quyết và huyễn thần bảo điển tăng thêm lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng có hỏa hầu nhất định tu luyện bộ đại ngũ hành nguyễn thế quyết này chắc không có vấn đề quá lớn a thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 3 năm, Thạch Xuyên không vẫn không có xuất quan, nhưng Hàn Lập cũng đã xuất quan. Trải qua 3 năm dốc lòng tìm hiểu, hắn tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết cũng không tinh tiến được bao nhiêu, ngược lại phát hiện lúc trước lý giải rất nhiều điểm sai lệch, nên phải sửa đổi lại công pháp. Về cấp độ tu vi, hôm nay hắn đã có thể so với tầng thứ 3 đại ngũ hành huyễn thế quyết, vốn tưởng rằng tu hành hẳn là trôi chảy vô cùng, nhưng đến lúc hắn chính thức tiến vào tu luyện mới phát hiện không đơn giản như vậy. Đại ngũ hành huyễn thế quyết thực sự không phải là năm bộ công pháp đơn giản trồng lên, dung hợp lại với nhau, hệ thống vận hành so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, trở nên càng thêm thâm thúy tinh diệu, lúc tu luyện còn phải xem trọng ngũ hành tương sinh mới có thể trôi chảy được. Cho nên, xem qua tiến độ tu luyện công pháp, Hàn Lập hôm nay vẫn như cũ thuộc về giai đoạn bắt đầu, còn dừng lại tại tầng thứ nhất công pháp mà thôi, mà sở dĩ hắn vội vã xuất quan, cũng không phải nơi này bế quan có gì không ổn, mà là thật sự có chút không yên tâm với đề hồn xuất quan kiểm tra, Hàn Lập phát hiện tình huống để hồn vẫn hôn mê như trước, Thủy Trung không thấy thanh tình, mà thạch phá không bên kia cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí có thể nói, từ khi thạch xuyên không bế quan, đối phương cũng không chủ động tới tìm mình, nhưng việc theo dõi mình như có như không, cũng không có đình chỉ. Hàn Lập biết ngồi chờ như vậy cũng không phải biện pháp, hắn liền muốn đi đến dạ dương thành thử thời vận, xem có thể thăm dò phương pháp giải cứu để hồn không. Một ngày này, Hàn Lập đi ra trường đình Uyển tính ly khai phủ đệ tam hoàng tử, đi ra ngoài phạm vi hoàng thành. Trên đường đi, ven đường gặp không ít tu sĩ ma tộc trong nội cung, đại đa số bọn họ đã được Thạch Xuyên không dặn dò, lúc gặp đều nhao nhao thi lễ với Hàn Lập. Đến lúc gần ly khai biệt huyền, hắn chợt nghe sau lưng có tiếng gọi, lệ tiền bối, kính xin đợi một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc y thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng xinh đẹp, đang chạy chậm đuổi theo mình. Cô gái kia thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, mặt mày cong cong, thoạt nhìn có chút ưa nhìn, khí tức trên người phát ra chính là một vị tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Cô nương, không biết có gì chỉ giáo. Hàn lập dừng bước lại, đợi nàng đuổi tới, sau đó hỏi. Không dám không dám, tiền bối chớ để nô tỳ được tiện nghi. Lúc trước tam hoàng tử điện hạ đã dặn dò, sợ ngài chưa quen cuộc sống nơi đây, nên dặn nô tỳ dẫn đường cho ngài lúc ngài đi ra ngoài. Thiếu nữ tiến lên thi lễ, vội vàng nói. Hàn lập nghe vậy, con mắt hơi nhíu lại, Xem ra vị tam hoàng tử này có chút khúc mắc với thân phận nhân tộc của hắn, lòng nghi ngờ hắn cũng không vì vài câu nói của Thạch Xuyên không mà thuyên giảm. Lúc trước tên kia dám thì am hiểu che giấu khí tức, mấy ngày trước đột nhiên đi đâu, hắn cho rằng Thạch Phá không đã yên tâm với mình, bây giờ nghĩ lại, đúng là chưa hẳn. Cho nên lần này hắn muốn ra ngoài, Thạch Phá không không có phái người âm thầm đi theo, ngược lại thoải mái để cho một tu sĩ hợp thể kỳ đi theo, coi như là một cử chỉ dương mưu nho nhỏ. Vậy làm phiền cô nương rồi. Hàn lập cười nói, tiền bối chờ một lát, chúng ta ngồi lân xa đi. Vẻ mặt thiếu nữ mừng rỡ, nói ra, dứt lời, nàng tháo từ hông xuống một đồ vật dáng linh thú đại, mở rộng miệng túi, liền có một đạo thanh quang sáng lên. Hai đầu dị thú giống như tuấn mã thoáng hiện ra, trên đầu lại sinh ra độc giác, trên người khoác lân giáp, sau lưng kéo theo một cỗ xe ngựa màu đen hai bánh khảm nạm tơ vàng, kiệu trên xe không có mái che, chỉ có một ghế dựa mềm mại có thể ngồi song song ba người. Hàn Lập leo lên xa giá ngồi xuống, sau đó thiếu nữ kia mới lên xe, sau khi ngồi xuống, hỏi tiền bối muốn đi đâu. Trong dạ Dương Thành, nơi thương nhân tập trung, phố xá mua bán hưng thịnh đều được. Hàn Lập tùy ý nói, tốt, nô tỳ liền mang ngài trước đi đế giang phường, bên đó là một trong tám tòa phường thị lớn nhất ở Ma Ha Khu, cũng là phường thị gần chỗ chúng ta nhất, hôm nay tiền bối tới đó dạo chơi trước a. À. Thiếu nữ lên tiếng, nói ra, cô nương không cần xưng là nô tỳ, đều là tu sĩ dùng vãn bối là được rồi chẳng qua không biết tục danh là gì hàn lập cười cười nói ra vãn bối hồ tinh tinh tiền bối gọi một tiếng tinh tinh hoặc tinh nhi là được thiếu nữ vốn có chút kinh ngạc chỉ trệ một chút mới kịp phản ứng lập tức đáp tốt rồi lên đường đi hàn lập gật đầu nhẹ nói ra thiếu nữ nghe vậy hai tay nắm lấy dây cương nhẹ nhàng run lên hai dị thú lân giáp liền bắt đầu bốn vó chạy nhanh đi xa giá chạy nhanh theo đường lớn lát nền hắc thạch bóng loáng, thẳng đến đế giang phường. Lạc gia khu chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ phạm vi hoàng thành, bên ngoài còn có mảng lớn cung đình lâm viên. Khu vực đế giang phường, xem như là khu vực tiếp giáp giữa ma ha khu cùng lạc gia khu, chính giữa ngăn cách bởi một nhánh sông đế uyển giang chảy ra từ thánh hà bạch lan hà. Bờ trái là ma ha khu, bờ phải là lạc gia khu, hai khu nối với nhau bởi một cây cầu màu trắng to lớn hình vòm, tên là thông tế cầu. Đến thông tế cầu, coi như là đến khu vực đế giang phường. Danh tự đế giang phường có nguồn gốc từ đế uyển giang, dài hơn 10 dặm, đối diện với lâm viên lạc già khu qua bờ sông, kéo dài dọc theo bờ sông bên trái. Tiền bối, qua thông tế cầu là tiến vào đế giang phường, không thể tiếp tục lái xe nữa, chúng ta chỉ có thể xuống xe đi bộ, đây là quy củ do đại hoàng tử định ra, tất cả phường thị trong thành đều phải thực hiện. Xe ngựa dừng lại đầu cầu, thiếu nữ ma tộc Hồ Tinh Tinh có chút ấy náy nói. Không sao, Hàn Lập gật gật đầu, nói ra, không biết tiền bối muốn mua những thứ gì. Trong đế giang phường này có thể nói là không có gì không có, nhưng nếu không có đầu mối, chỉ đi xem thôi, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng đi dạo không hết. Hồ Tinh Tinh lại nói, thật sự là đúng dịp, ta định vì tiện dạo chơi, Tinh Tinh cô nương không ngại giới thiệu sơ lược cho ta một chút về đế giang phường này. Hàn Lập bất động thanh sắc, cười nói, tốt, tiền bối, đế giang phường này tuy lớn, nhưng vẫn không phải là nơi tập trung đông thương nhân nhất ở Dạ Dương thành. Có hai chỗ khác là Thông dịch viên cùng Kiến Thiên Nhai, bất luận là quy mô hay là nhân khí đều mạnh hơn nó. Chẳng qua hai nơi này, một nơi thiên về giao dịch đồ vật pháp bảo, còn nơi kia tập trung sinh ý linh tài đan dược. Nhưng xét về độ phong phú của hàng hóa thì Đế Giang phường vẫn hơn một bậc. Hồ Tinh Tinh giới thiệu một cách quen thuộc, chương 829, không cần đi theo. Hàn Lập đứng một bên nghe Hồ Tinh Tinh nói, còn ánh mắt thì nhìn khắp bốn phía chỉ thấy trên thân cầu rộng lớn từng cỗ xe ngựa đi đi lại lại đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Cách đó không xa, bên ngoài lan can thông tế kiều, xuyên qua lan can bạch ngọc nhìn xuống dưới, có thể thấy được trong dòng sông, từng đầu dị thú to lớn nổi trên mặt nước, lưng đeo hoặc kéo theo từng chiếc lâu thuyền chạm trổ hoa văn tinh mỹ, lướt trên mặt nước như con thoi. Trong đế giang phường này, cửa hàng có thực lực hùng hậu quy mô lớn nhất là Lưu Phong Các, thật ra sau lưng nó chính là Đại Hoàng Tử Điện Hạ, phần lớn đồ vật bên trong đó có phẩm chất cực cao, Đương nhiên giá cả cũng không thấp. Tiếp đó là cửa hàng Quảng Nguyên trai, thực lực hơi thấp hơn một chút, nhưng danh tiếng lại tốt nhất. Hồ Tinh Tinh tiếp tục giải thích, nói ra, "Tổng bộ Quảng Nguyên trai đặt ở chỗ này sao?" Trong lòng Hàn Lập hơi động, hỏi, "Cửa hàng Quảng Nguyên trai trong Đế Giang phường chỉ là một chi nhánh, cũng không phải tổng bộ." Mặc dù tổng bộ nằm trong Ma Ha khu này nhưng lại bên trong thông dịch viên, thuộc phân nửa Ma Ha khu bên kia. Hồ Tinh Tinh giải thích nói, "Trong lúc nói chuyện Xe ngựa cũng đã chạy qua thông tế kiều, liền bị tu sĩ Ma tộc bảo vệ trị an ngăn lại. Hai người bọn họ lập tức xuống xe ngựa, bắt đầu đi bộ. "Nói tiếp đi." Hàn Lập nói ra, trong đế giang phường không chỉ có cửa hàng bán linh tài pháp bảo của thánh tộc, mà còn có cửa hàng bán đồ vật của tiên vực, trong đó có một cửa hàng chuyên bán đồ tiên giới chính là Tiên Linh Các. Mà kỳ quái nhất chính là cửa hàng kinh vật trai kia, bên trong bán đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ. Có nhiều thứ một khi xuất thế liền có thể gây nên rối loạn khắp Dạ Dương thành, có nhiều thứ làm cho người ta không biết nên đánh giá như thế nào. Hồ Tinh Tinh thấy Hàn Lập nghe chăm chú, liền hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục vừa cười vừa nói. "Ngược lại cửa hàng này có chút ý tứ, phía sau nó có chỗ dựa nào không?" Hàn Lập gật đầu, lại hỏi, "Có, chuyện này trong Dạ Dương thành chúng ta cũng không phải bí mật gì cả, kim chủ phía sau kinh vật trai này chính là thập nhị hoàng tử Thạch Cảnh Khai." Hồ Tinh Tinh gật đầu nhẹ, "Thạch Cảnh Khai" vị bào đệ cùng mẹ với ngũ công chúa Thạch Cảnh Nhiên đúng không? Hàn Lập suy nghĩ một chút, hỏi, không sai, đúng là y, vị thập nhị hoàng tử này cũng là người kỳ lạ, dung mạo anh Tuấn bất phàm, nhưng tính cách lại phóng đáng không thích bị trói buộc, đối với việc tu hành xưa nay không bao giờ để bụng, đến nay vẫn chỉ là chân tiên cảnh. Hơn nữa y lại yêu thích du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm bí cảnh khắp nơi cùng với một vài di chỉ động phủ của tiên gia thượng cổ, trong kinh vật trai kia có không ít thương phẩm đều do y tìm kiếm khắp nơi mang về, lúc trước có một kiện ma khí vạn u hồ danh chấn dạ dương thành cũng chính do y mang về hồ tinh tinh vừa cười vừa nói tu vi chân tiên mà dám mạo hiểm như thế chắc hẳn vị ngũ công chúa cũng quan tâm không ít đến y hàn lập cũng cười nói ra tiền bối nói không sai nghe nói ngũ công chúa đã an bài bên cạnh đệ đệ của nàng ba gã thái ất ngọc tiên luôn luôn theo sát lại nhờ một vị tu sĩ đại la chăm sóc cho y nếu không làm sao y có thể làm ẩu như vậy hồ tinh tinh hạ thấp giọng xuống mấy phần cười hì hì nói. Hai người tới trước cửa ra vào của phường thị, khi nhìn thấy cổng trào bằng đá cao lớn kia, bỗng nhiên Hàn Lập dừng chân lại nói ra. Được rồi, tinh tinh cô nương, người có thể trở về rồi. Nét mặt vui vẻ vừa rồi của thiếu nữ ma tộc bỗng nhiên cứng đờ, có chút khó hiểu nói tiền bối. Với tư cách là tu sĩ hợp thể kỳ, sự tình ngươi biết cũng khá là nhiều đó. Đường đến đế giang phường ngươi đã dẫn tới, đường trở về ta cũng đã biết, ngươi cũng không cần đi theo ta vẻ mặt tươi cười hàn lập thu lại, nói ra, khuôn mặt của hồ tinh tinh dần dần không còn tươi cười nữa, vẻ mặt không đổi thi lễ với hàn lập, nói ra. Nô tỳ tuân mệnh, hàn lập không để ý đến, quay người đưa lưng về phía nàng, khoát khoát tay, rồi đi vào bên trong cổng trào. Thiếu nữ ma tộc nhìn bóng lưng hàn lập dần dần biến mất trong đám người, thân sắc trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, dậm chân bình bịch, quay người đi về phía thông tế kiều. Đi được một đoạn, hàn lập quay đầu nhìn lại một cái, thấy nàng coi như thức thời, không có tiếp tục phụng trộm đi theo, khóe miệng hắn nhếch một cái, liền mỉm cười bắt đầu dò xét cửa hàng hai bên. Lối kiến trúc bên trong đế giang phường không đồng nhất như bên trong ma cung, đủ loại phong cách xen lẫn với nhau, có vẻ hơi lộn xộn. Cộng thêm biển người đi đi lại lại trên đường phố, ngược lại nhìn như có mấy phần khói lửa của thế tục. Trong những người đi đường này, đại đa số đều có bộ dáng không khác gì với nhân tộc, chỉ là hơi thoáng bảo lưu một ít đặc thù của ma tộc. Người thì có một mảnh lân phiến người thì có một cái sừng nhọn, người thì con mắt có màu sắc khác nhau. Đương nhiên tất cả đều duy trì bộ dáng nhân tộc, số lượng tuy ít, nhưng cũng không hiếm thấy, cho nên hàn lập lẫn lộn trong đó, cũng không dễ gì làm cho người khác chú ý. Đi vào trong không bao lâu, hàn lập liền thấy một tòa lầu các ba tầng, giường cột chạm trổ, mái hiên như bay, phong cách kiểu dáng cổ xưa, nhìn phong cách hơi giống với tiên giới, trên đó treo tấm biển đúng là tiên linh các. Bên ngoài cửa điện của cửa hàng, rõ ràng dòng người mua hàng không đông bằng những cửa hàng xung quanh, nhìn có chút vắng vẻ. Hàn lập nhấc chân đi nào, bước qua bậc cửa của lầu các. Hắn vừa mới bước vào bên trong tiên linh các, liền lập tức cảm thấy một cỗ tiên linh lực nồng đậm đập vào mặt, không ngờ nơi này lại là một tòa pháp trận cỡ lớn tự vận hành, có thể câu thúc thiên địa linh khí khắp bốn phía. Từ trong nội đường đi ra một thanh niên mang áo đạo bào, bước nhanh tiếp đón Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rất quen không có gì lạ lắm, Hồ quý khách Lâm Môn, không tiếp đón từ xa. Không tính là quý khách gì, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, không rõ vì sao quý điếm lại mở bên trong đô thành ma vực này. Hàn Lập tùy ý hỏi, cũng giống như bên trong tiên giới không thiếu người của ma tộc, thì đồng dạng trong ma vực cũng có tu sĩ nhân tộc, không phải quý khách ngài cũng vậy hay sao? Cửa hàng nho nhỏ này của ta, chủ yếu phục vụ cho những tiên nhân vượt giới giống như ngài đây." Thanh niên nam tử cười nói. "Đúng là như vậy." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra không biết quý khách đến cửa hàng có cần thứ gì không thanh niên nam tử hỏi ta cần mua một vài vật liệu không biết quý điếm có hay không hàn lập nói xong lấy từ trong tay áo ra một trang giấy đưa tới nam tử tiếp nhận trang giấy cẩn thận kiểm tra một hồi lông mày dần dần nhíu lại những vật ngài cần đều là vật liệu đỉnh cấp ngoại trừ hai thứ phía trên da còn lại tất cả trong tiểu điếm chúng ta hiện giờ cũng không có thế nhưng nếu ngài cần tại hạ sẽ câu thông vài tiếng với thương hội để xem có thể chuyển hàng từ nơi khác tới đây hay không thanh niên nam tử lộ vẻ do dự ánh mắt nhìn về phía hàn lập có chút thay đổi nói ra nếu có thể chuyển hàng tới đây tự nhiên là tốt tốt nhất là nên gom hết tất cả vật liệu này hàn lập gật đầu nhẹ quý khách nói đùa những vật này thực sự quá mức chân quý chúng ta có thể gom được gần một nửa là đã quá sức rồi những thứ còn lại chỉ sợ ngài phải đến nơi khác tìm rồi thanh niên nam tử mang theo vẻ áy náy nói ra không sao được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vậy. Dáng vẻ Hàn Lập không quan tâm, có một chuyện, cần báo sớm cho quý khách, chuyển hàng từ tiên giới tới tận đây, không giống như ở tiên giới, cần hao phí không ít tài nguyên. Nếu quý khách nguyện ý chờ đợi, vậy thì chờ tới lần chuyển hàng hai giới tiếp theo, cùng một lượt đưa cho ngài. Nếu thời gian của ngài eo hẹp, cần dùng gấp, bên kia có thể chuyển hàng khẩn cấp, thì ngài phải chịu phí tổn, hiển nhiên giá cả của vật liệu phải tăng cao. Thanh niên nam tử hơi trần chờ nói thêm, không sao, chỉ cần thời gian không quá lâu là được. Hàn Lập nói ra, thời gian chuyển hàng lần tiếp theo, khoảng chừng sau 10 năm nữa. Thanh niên nam tử đáp, không biết phí tổn chuyển hàng cộng thêm sẽ tăng bao nhiêu. Hàn Lập suy nghĩ một chút, hỏi, theo quy củ của thương hội, thì giá cả của hàng hóa tăng một phần mười. Thanh niên nam tử rất nhanh trả lời, nói, có thể lấy tiên nguyên thạch thanh toán được không? Hàn Lập hỏi, đương nhiên không gì là không thể. Thanh niên nam tử cười nói, Vậy ta chờ thêm 10 năm cũng được Hàn Lập trầm ngâm một hồi lâu, nói ra như thế. Được, vậy kính xin ngài rời bước vào phòng khách đợi chút, ta đi lấy hai loại linh tài kia cho ngài kiểm tra thực hư. Đáy mắt thanh niên nam tử lộ vẻ vui mừng, nói ra. Ở Hoàng Thành, trong khu sân vườn nhỏ bố trí tinh xảo, ma khí nồng đậm. Một thiếu nữ ma tộc bộ dáng xinh đẹp đang vội vàng đi qua tiền sảnh, đi tới một tòa kiến trúc màu trắng đẹp đẽ, liền dừng chân lại. Nàng chính là Hồ Tinh Tinh bị Hàn Lập đuổi về trước đó chỉ là lúc này tu vi trên người nàng không ngờ đã biến thành kim tiên sơ kỳ. Ngay khi nàng định mở miệng nói thì cánh cổng lớn trước cửa phòng bất ngờ mở ra. Thiếu nữ hơi do dự, liền bước nhanh vào. Trong căn phòng có chút rộng rãi, một gã nam tử tóc bạc mặc trang phục màu đen, bàn tay đang chấp bút, nhẹ nhàng vẽ lên bức tranh đặt trên khung bàn vẽ thật lớn. Trong bức tranh, trên đỉnh núi của một tòa cô phong màu đen cao lớn hiểm trở, chợt đứng một bóng người mơ hồ, đang đón mưa to gió lớn trên đỉnh đầu có một đạo lôi điện màu trắng như tuyết xẹt từ trước ra sau, làm cho phân nữ hình ảnh bức tranh như muốn vỡ ra. Tinh tinh, sao vậy, bị người ta đuổi về sao? Nam tử tóc bạc đặt cây bút vẽ xuống, xoay người lại, trên dung nhan tuấn Mỹ kia lộ ra nụ cười ôn hòa. Không ai khác chính là tam ca của thạch xuyên không, thạch phá không. Hồi bẩm điện hạ, người kia, ma tộc thiếu nữ cung kính thi lễ, bắt đầu chậm rãi kể lại. Từ khi nàng đứng chờ ngoài phủ đệ, đến khi chia tay Hàn Lập bên dưới cổng trào trong đế giang phường, kể hết mọi thứ được chứng kiến cùng với Hàn Lập trên đường, từng thần thái biến hóa, nàng đều nói ra không sót chút nào cho Thạch Phá không nghe. Thạch Phá không một mực khoanh tay, lẳng lặng nghe, không cắt đứt câu chuyện Hồ Tinh Tinh kể, chỉ là cuối cùng mới hỏi một câu. Ngay sau khi hắn đuổi ngươi đi, ngươi không lén đi theo hắn sao? Lúc trước điện hạ đã nói, nô tỳ cũng không dám vẽ rắn thêm chân làm gì. Hồ Tinh Tinh vội nói ra, ừm, um, ngươi làm rất tốt, Thạch Phá không gật đầu cười. Hồ Tinh Tinh nghe vậy, đáy mặt hiện ra một tia trần chờ, có chút muốn nói lại thôi. Có lời thì cứ nói, Thạch Phá không vừa cười vừa nói, hồi bẩm điện hạ, mặc dù người kia nhìn rất hiền hòa, nhưng lời nói của hắn lúc chia tay làm cho ta không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, sở dĩ không dám tùy tiện đi theo, cũng là do e ngại không dám. Hồ Tinh Tinh không dám giấu giếm, nói ra, chương 830, người có tuệ nhãn biết châu. Ha ha. Hắn cố ý để cho ta xem đấy, ngươi không cần để ý. Ngay từ đầu hắn không cự tuyệt ngươi dẫn đường, coi như là cho ta một chút mặt mũi, về sau đến đế giang phường mới đuổi ngươi đi, đây là đang cảnh cáo, để cho ta có chừng mực, không nên ép người quá đáng. Rất hiển nhiên, hắn bất mãn việc ta theo dõi hắn, nhưng cũng rất có chừng mực. Thạch phá không trà sát hai tay, cười nói: "Hư, chỉ là một nhân tộc hèn mọn, thân ở thánh vực đô thành chúng ta, sao dám cản rỡ như vậy?" may mà điện hạ còn lấy lễ đối đãi loại man di này nên để cho nếm thử đau khổ. Hồ Tinh Tinh có chút không cam lòng nói, tốt rồi, lời này đừng nhắc lại nữa. người ta dù sao cũng là khách nhân của thập tam đệ mời tới, là chúng ta không đúng, phân phó xuống dưới, ngày sau không cần phái người theo dõi hắn nữa, ta sẽ tự lưu tâm. Thạch Phá không khoát tay áo nói ra, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Thiếu nữ vội vàng đáp, tốt rồi, người đi xuống đi. Thạch Phá không phất phất tay nói ra. Hồ Tinh Tinh nghe vậy, lập tức cáo lui, chờ nàng rời khỏi, thạch phá không quay người nhìn về phía bộ hỏa quyển to lớn kia, suy nghĩ xuất thần. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, có chút ý tứ. Thật lâu sau, gã mới thì thào lẩm bẩm trong đế giang phường, Hàn Lập đã rời khỏi tòa tiên linh các kia, đi tới một tòa tu kiến gần sông, cửa tiệm này có kiến trúc cổ quái không quay vào bên trong đường chính mà quay ra phía bờ sông. Tòa nhà này, toàn thân dùng vật liệu bằng đá màu đen xây thành, đỉnh hình tròn, bên ngoài khắc từng vòng hoa văn cổ quái. Giờ phút này, hắn đang đứng trước tòa kiến trúc, ngửa đầu nhìn lên tấm biển trên cửa. Kinh vật phường, lông mày hàn lập nhíu lại, thì thào nói ra, hắn do dự một chút, vẫn cất bước đi vào, vào trong cửa tiệm, phát hiện trong tiệm vậy mà không có một khách hàng nào, thoạt nhìn thật sự có chút hưu quạnh. Đồ vật trong tiệm phân làm hai nhóm, đồ vật bên trái được đặt trên giá cao, trên đó treo một tấm bảng gỗ màu đen, viết mấy chữ to người có tuệ nhãn nhận châu được lấy, chữ viết cũ kỹ, bề mặt phủ một tầng bụi bặm thật dày. Đồ vật trên giá bên trái cũng đồng dạng treo một tấm bảng gỗ, chẳng qua trên đó viết người có gia tài bạc triệu được lấy, thoạt nhìn tương đối mới hơn bên kia một chút. Mỗi bên quầy có một tên tiểu nhị, một tên có cặp mắt buồn ngủ đang ngáp, một tên tay cầm một quyển sách cổ màu xanh, nằm ở trên quầy, đang đọc say xưa. Hàn lập tiến đến gần tên kia nhìn, mới phát hiện gã đọc cũng không phải công pháp tu luyện gì, mà là tiểu thuyết tình cảm lưu truyền rộng rãi ở thế tục, phát hiện hàn lập tiến tới gần tiểu nhị kia có chút bực mình xê dịch thân thể thu cuốn sách vào khách quan xem đi trong kinh vật phường chúng ta có không ít đồ vật lại thêm bằng môn tà đạo người có nhu cầu gì chúng ta đều có thể thỏa mãn tiểu nhị mở miệng lời nói không làm cho người ta kinh ngạc phát hoảng thì vẫn chưa thôi lựa lời hàn lập nghe xong cảm thấy có chút hoang đường liền ngẩng đầu quét nhìn đồ vật sắp xếp trên giá sau lưng tiểu nhị chỉ thấy phía trên trưng bày rất nhiều loại pháp bảo ma khí rực rỡ muôn màu Cùng các loại đan dược linh tài quý hiếm, tất cả đều xen lẫn cùng một chỗ, không có trật tự. Xem qua thì phẩm cấp cũng không tầm thường, giá ghi phía dưới đương nhiên càng kinh người, cho dù Hàn Lập lấy được của cải từ chiếu cốt chân nhân, vẫn cảm thấy có chút hơi cao. Bất quá, sau khi xem một phen, Hàn Lập cũng không phát hiện đồ vật gì đáng chú ý, lập tức lắc đầu, chuyển hướng qua kệ có tấm bảng gỗ treo chữ người có tuệ nhãn nhận châu được lấy bên này. Tên tiểu nhị kia thấy hắn không mua thứ gì, tựa hồ đã thành thói quen cũng không có ý xem thường, tiện tay cầm lại cuốn sách màu xanh khi nãy, liếm ngón tay rồi lật một trang xem. Đồ vật sắp xếp trên giá bên này càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, phía trên cũng không có niêm yết giá. Hàn lập lướt nhìn qua, liền thấy được các loại đoạn trào tàn chi dị thú, phía trên vẫn còn sáng bóng, thoạt nhìn sát khí hừng hực, có cái thì đã kinh hong héo rũ, không còn sinh cơ. Bên cạnh những đoạn chi đằng kia, còn có rất nhiều bình thủy tinh, chứa các linh dịch màu sắc khác nhau, bên trong còn ngâm lấy từng con mắt lớn nhỏ hình thái khác nhau trong đó không chỉ có con mắt các loại dị thú thậm chí còn có con mắt tu sĩ nhân tộc ánh mắt hàn lập rơi vào một con mắt màu xám như thạch cầu trong đám đó trong nội tâm không khỏi hơi động một chút cái này bao nhiêu tiền hắn đưa tay chỉ con mắt kia mở miệng hỏi tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật mới hoàn hồn vuốt vuốt cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ quay đầu nhìn lại phía sau mơ hồ nói không rõ ba nghìn năm trăm ma nguyên thạch mắc như vậy không phải nói tuệ nhãn nhận chân giả lấy được sao? Hàn lập nhướng mày, hỏi, khách quan, chắc ngài hiểu lầm rồi, chúng ta nói người có tuệ nhãn lấy được, nhưng lại chưa từng nói không lấy một xu người có tuệ nhãn nha. Tiểu nhị kia ngáp một cái, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, lười biếng nói ra. Hàn lập nghe vậy hơi chậm lại, đành phải âm thầm cười khổ một tiếng. Nếu hắn không có nhìn lầm, con mắt kia hẳn là một con mắt thái phỉ trưởng thành, là một kiện đồ vật thời gian pháp tắc, Chẳng qua là trên bình thủy tinh chứa độc mục tựa hồ có một tầng cấm chế cách trở, che đậy tất cả chấn động, làm cho Hàn Lập không cách nào cảm thụ rõ được. Xin hỏi quý điếm, có bán bản đồ dạ dương thành không, nếu có tin tức liên quan trên đó thì càng tốt. Hàn Lập không nhìn con mắt nữa, mở miệng hỏi, bản đồ hả, tự nhiên là có, bất quá chỉ có phân bố tình huống trong hắc thiên khu cùng ma ha khu, còn hoàng thành trong lạc già khu cùng một ít chỗ bí ẩn trong thành đương nhiên sẽ không hiện ra. Tiểu nhị hơi chậm lại, mở miệng nói ra. Vậy cũng không sao, nếu bên trong có thể giới thiệu một ít phong cảnh phụ cận trong thành thì càng tốt hơn. Hàn Lập cười nói, bản đồ dạ dương thành 50 ma nguyên thạch, phong vật trí dạ dương cảnh 300 ma nguyên thạch. Nếu như người muốn mua một ít tin tức đặc biệt bí ẩn, chúng ta nơi đây cũng có, bất quá cần tốn kém nhiều hơn. Tiểu nhị mở lớn mí mắt, nói ra, không cần, chỉ hai thứ này. Hàn Lập nghe vậy, do so dự một chút, mở miệng cười nói. Một tay giao tiền, hàn lập thu hồi ngọc giản màu đen được khắc bản đồ lên đó cùng một quyền thư tịch màu đen thật dày quay người rời đi vừa đi tới cửa lúc đang muốn xoay người đi ra ngoài chợt nghe tiểu nhị sau lưng mở miệng kêu lên độc mục của thái phỉ này khách quan không ngại suy nghĩ một chút giá tiền này vẫn còn có thể thương lượng a à, theo ý kiến của ngươi có thể thương lượng như thế nào hàn lập thu hồi chân đã nâng lên trở lại hỏi nhị trưởng quý tiệm chúng ta có đưa ra một quy củ nếu khách nhân đến có thể xuất ra đồ vật hiếm có, có thể bán được trên khay, tuệ nhãn nhận chân giả lấy được, liền có thể xem xét mặc cả. Tiểu nhị nói ra, đồ vật hiếm có, lông mày hàn lập nhíu lại hỏi, hoặc là đồ vật kỳ quái cũng được, chúng ta sẽ tự sẽ phán định nó có giá trị hay không. Tên tiểu nhị kia nói ra, hàn lập nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ lại một kiện đồ vật, liền mở miệng hỏi, nơi các người có nhiều bộ phận thân thể dị thú như vậy, không biết có thu mua thi thể nguyên vẹn không vậy cũng phải xem là thi thể gì bình thường ít nhất cũng phải là di hài cấp bậc thái ất ngọc tiên nếu chỉ là di hài tu sĩ bình thường thì cũng không cần tiểu nhị nhíu mày nói ra một cỗ thi thể hôi tiên hàn lập đáp tu vi gì tên tiểu nhị kia nghe xong lời ấy lập tức hào hứng hỏi khi còn sống có thể so với tu sĩ kim tiên hàn lập đáp nếu là thi thể hôi tiên cấp thái ất ngọc tiên trực tiếp dùng để đổi lấy độc mục của thái phỉ này cũng được nếu chỉ là cấp độ kim tiên vậy thì cần bù thêm một ít phí tổn là được. Mà tiểu nhị rũ xuống, có chút thất vọng, lại nói. Không biết cần bù bao nhiêu, Hàn Lập hỏi, 500 ma nguyên thạch là được. Tiểu nhị đáp, thành giao, Hàn Lập suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Dứt lời, tay hắn vung lên, một đạo ngân quang trói mắt sáng lên, một cỗ thi thể hôi tiên mặc áo bảo trắng liền nằm ở trên quầy. Cỗ thi thể này đúng là năm đó hắn ở trong di tích chân môn môn, đụng phải tên hôi tiên đầu tiên kia. Tên tiểu nhị đi ra phía trước, thò tay căng mí mắt thi thể hôi tiên ra, cẩn thận xem xét chốc lát, lại lật tay lấy ra một khối kính màu bạc lớn cỡ bàn tay, soi từ đầu đến chân thi thể hôi tiên kia. Đã xác minh chân thân, có thể giao dịch, tiếp theo, gã thu hồi tấm gương, gật đầu nhẹ nói ra. Sau đó, Hàn Lập bù thêm 500 ma nguyên thạch, nhận lấy thái phỉ độc mục từ trên tay tiểu nhị, rời khỏi cửa hàng. Sau khi Hàn Lập rời khỏi không bao lâu, sau bức bình phong trong cửa hàng có một nữ tử dung mạo xinh đẹp dáng người cao cao chậm rãi đi ra nàng mặc một bộ giáp bạc thiếp thân chỉ bảo vệ chỗ hiểm ngực bụng phát họa ra tư thái lung linh tuyệt mỹ không tì vết một đầu tóc trắng như tuyết được buộc cao lên dễ làm người khác chú ý dùng ngân quan châm cố định trên đỉnh đầu thoạt nhìn tư thế toàn thân hiên ngang lại thêm dung nhan kiều diếm khuynh quốc vô song càng thêm xinh đẹp động lòng người bái kiến đại trưởng quỹ hai tiểu nhị trong tiệm vừa thấy nàng vội vàng từ trong quầy chạy ra khom người bái xuống nói nữ tử giáp bạc tiện tay quơ quơ ý bảo bọn họ không cần đa lễ Ánh mắt của nàng không nhìn hai người, chỉ liếc thi thể hôi tiên trên quầy, ánh mắt liền rời ra ngoài cửa, thì thào cho ngươi một cơ hội thám thính tin tức, cũng không muốn, thật đúng là bảo trì bình thản. Trở lại đường chính, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện thời gian còn sớm, liền tiếp tục đi dạo trong đế giang phường, chỉ là vì tránh hiểm nghi, hắn cố ý không đi đến lưu phong các là nơi có chỗ dựa đại hoàng tử phía sau. Đến lúc trạng vạng tối, Hàn Lập mới điều khiển một cỗ lân xa mua từ chỗ thú nuôi ngoài phường thị về tới phủ đệ tam hoàng tử. Trở lại tiểu viện trường đình huyền của mình, hắn bước nhanh về gian phòng. Sau khi mở tất cả cấm chế ra, hắn mới kéo một cái ghế ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay liền nhiều ra một quả thạch cầu màu xám trắng, đúng là thái phỉ độc mục hắn mua lúc trước. Trong lòng bàn tay của hắn lóe lên kim quang, một luồng thời gian pháp tắc chi lực chậm rãi rót vào trong đó. Chỉ thấy trên thạch cầu xám trắng lóe lên hào quang, giống như bị dặn nứt, hiện ra từng vết rách, một đạo kim quang sáng ngời từ đó xuyên suốt ra. Chờ đến lúc tầng thạch bì bên ngoài triệt để bong ra từng mảng, nhãn cầu màu vàng nguyên vẹn bên trong mới chính thức hiện ra, từ đó truyền ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc cường đại vô cùng. chương 831, tìm thầy hỏi thuốc, Hàn Lập thấy vậy, cổ tay vội chuyển một cái, thu nhãn cầu về, dị trạng trong phòng mới lập tức biến mất. Nhãn cầu này tuyệt đối không phải là độc mục của Thái Phỉ bình thường, lực lượng thời gian lớn mạnh ẩn chứa trong đó hắn mới thấy lần đầu tiên, chẳng lẽ là một con thái phỉ dị thú biến dị. Trong lòng Hàn Lập nghi vấn, nhất thời cũng không có đáp án, bất quá lần này hắn lại có được tiện nghi lớn, đủ để gọi là tuệ nhãn biết châu. Hắn lấy ra tờ thư mục lúc trước mua ở tiên linh các, vật ghi lại trong đó phần lớn là vật chứa thời gian pháp tắc, là hắn chuẩn bị cho bước tu luyện tiếp theo của đại ngũ hành huyễn thế quyết vốn dựa theo công pháp đại ngũ hành huyến thế quyết chậm chạp tu luyện cũng có thể tăng lên tu vi từng chút từng chút một, chỉ là tiêu phí thời gian tương đối dài. Nhưng nếu có đồ vật thời gian pháp tắc phụ trợ thì có thể tăng tốc độ tu luyện cực nhanh, mà độc mục của thái phỉ đặc thù này lại vừa vặn dùng. Sau khi thu hồi độc mục, trên mặt hắn thoáng qua một tia trầm ngâm. Nguyên dựa theo hành trình của hắn hôm nay, vốn định nghĩ cách hỏi dò một chút, làm thế nào mới có thể âm thầm liên lạc với vị đại tế tim ma tộc kia, nhưng khi tiểu nhị kinh vật phường chủ động nói tin tức bí mật có thể bán ra hắn do dự một chút sau đó quyết định buông tha thứ nhất là cũng không yên tâm với cửa hàng này thứ hai là hắn định hiểu rõ một chút quy củ làm việc ở dạ dương thành rồi mới quyết định bây giờ tùy tiện dò hỏi tin tức cũng không sáng suốt hiện giờ thân tha hương ở dị quốc ma vực dưới tình huống vị trí hoàn cảnh và các phương diện không hiểu nhiều lắm cần phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng nếu gặp phải phiền toái gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hồi lâu sau chân mày hàn lập bỗng nhiên nhíu một cái, bàn tay vung lên, một đạo ngân quang rực rỡ thoáng qua, một cánh cổng ánh sáng hiện lên. Giải đạo nhân bước ra từ trong cổng ánh sáng, đi tới trước mặt hàn lập, mở miệng nói. Hàn đạo hiểu, loại cảm ứng cổ quái đó lại xuất hiện. Nói một chút coi, hàn lập bảo giải đạo nhân ngồi đối diện mình, mở miệng hỏi. Lúc trước, khi người đi lại trong dạ dương thành, trong đầu ta tựa như có một đoạn hồi ức ngắn thoáng hiện qua, có điều rất vụn vặt chỉ diễn ra trong nháy mắt, không cách nào lối liền được. Giải đạo nhân dừng một chút, nói như thế, là cảnh tượng gì, người không ngại miêu tả một chút. Trong lòng hàn lập động một cái, nói, chân mày giải đạo nhân nhíu chặt, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, có một tòa thành nhỏ màu đen, tựa hồ có một con sông màu xanh, còn có một cầu vòng tròn rất lớn. Chỉ những thứ này, hàn lập hơi sững sờ, hỏi, chẳng biết tại sao, hình ảnh thoáng hiện lúc trước mười phần rõ ràng, nhưng lúc này vừa nói thì hình ảnh lại trở nên càng lúc càng mơ hồ. Giải đạo nhân có chút thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, mở miệng nói. Nếu không nhớ nổi thì bỏ đi, tạm thời chúng ta chưa rời khỏi dạ dương thành, những cảnh tượng này hẳn sẽ còn xuất hiện. Chờ sau khi thạch xuyên không xuất quan, trước ta sẽ hỏi thăm hắn một chút tình huống thích lân không cảnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập nói, thân sắc giải đạo nhân do dự, chậm rãi gật đầu một cái. Người đột nhiên muốn gặp ta gấp như vậy, hẳn là còn chuyện gì khác chứ? Hàn Lập thấy vậy, lại hỏi liên quan tới tích lân không cảnh, nơi đó, tựa hồ là một địa phương rất nguy hiểm. Giải đạo nhân hơi trần chờ nói, ngươi nhớ ra rồi, Hàn Lập hỏi, chỉ là một chút ấn tượng mơ hồ, nhiều hơn một chút so với trước kia, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Giải đạo nhân lắc đầu một cái, nói, xem ra nơi đây có ích trong việc ngươi khôi phục trí nhớ, có lẽ chủ nhân ngươi đã từng tới nơi này. Chờ sau khi biết rõ lại nói, Hàn Lập như có điều suy nghĩ nói, lúc trước trong chữ vật giới của chiếu cốt chân nhân, ta thu được chút tài liệu có ích với việc tu hành của ta. Hai chuôi chiến đao chảm đình và đoạn tiêu cũng cần thăng cấp một chút, cho nên ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Giải đạo nhân gật đầu một cái, lại nói, hôm nay thân ở trong dạ dương thành, tạm thời coi như an ổn, ngươi cứ yên tâm bế quan là được. Nếu không cần thiết, ta sẽ không quấy dày ngươi. Hàn lập gật đầu nói, đa tả, sau khi giải đạo nhân nói một tiếng cảm ơn, lại đứng dậy quay về trong động thiên. Hàn lập tính tỏa chốc lát, lật tay lấy ra địa đồ và công báo mua về từ kinh vật phường, cẩn thận tra xét. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập lần nữa rời khỏi phủ đệ Tam hoàng tử đến Đế Giang phường, thiếu nữ tên Hồ Tinh Tinh không xuất hiện nữa, trong tối cũng không phát hiện bất kỳ người nào đi theo hắn. Từ nay về sau, Hàn Lập giống như là bị vị Tam hoàng tử này quên mất hoàn toàn vậy, hai người không hề chạm mặt. Vài tháng sau, Hàn Lập đã dạo qua một lần tất cả các cửa hàng lớn nhỏ trong Đế Giang phường, sau lại lục bán ma khí trong chữ vật giới của chiếu cốt chân nhân ra ngoài đổi lại mua vài món đồ vật thời gian pháp tắc. Cùng lúc đó, Hàn Lập còn bắt đầu dò hỏi tin tức có liên quan đến vị đại tế ti kia, cùng với phương pháp cứu chữa đề hồn. Chỉ là bất kể thứ nào trong hai thứ này, tin tức thu được ít lại càng ít, trong đó hữu dụng càng không có bao nhiêu. Xuất phát từ sự cẩn thận, cửa tiệm có bối cảnh vô cùng sâu xa như kinh vật phường và lưu phong các, Hàn Lập đều cố ý tránh, không tiến vào. Sau một lần tình cờ, một vị trưởng quỹ cửa hàng tương đối quen biết nhắc nhở hắn rằng hắn cũng có thể đi một chuyến đến kiến thiên nhai. Trưởng quỹ kia nói, kiến thiên nhai bên kia có rất nhiều đan sư cao cấp thánh tộc chấn giữ, trong đó thịnh nguyên đường có một vị thiên đan sư cung phục, vô cùng am hiểu chữa trị các chứng bệnh khó giải, bảo Hàn Lập không ngại đi thử một lần. Một ngày này, Hàn Lập liền đánh lân xa đi qua hơn nửa dạ dương thành, tới kiến thiên nhai. Quy mô kiến thiên nhai lớn gấp đôi so với đế giang phường, nói là một nhai. Trên thực tế cũng chính là một vùng phường thị ngay ngắn, bảy dọc bảy ngang tổng cộng 14 con đường, tất cả cửa hàng đều lấy việc bán đan dược linh tài làm chủ. Cửa chính phường thị cũng là một cổng trào lớn bằng đá trắng, mà bên trong cổng trào lại là một quảng trường đá trắng chiếm diện tích rất rộng, phía trên cũng không bày biện nhiều, ở chính giữa chỉ đứng một lò luyện đan đồng xanh cao hơn 10 trường. Trong lò còn có hỏa diễm bốc cháy, đỉnh lò có khói xanh bay quanh, lượn lờ bay lên, nhưng hồi lâu không tiêu tan. Hàn lập đứng cạnh lò luyện đan cao mũi một cái, nhẹ nhàng ngửi một chút, ngay sau đó lộ ra một nụ cười bên trong lò luyện đan này cũng không thật sự có đan dược luyện chế chẳng qua là bỏ chút hương liệu đặc biệt của ma tộc dùng để che đậy toàn bộ các loại linh tài đan dược phường thị trộn trung hình thành loại mùi vị khó có thể dùng lời diễn tả được vòng qua lò luyện đan hàn lập đi thẳng tới phố phía trước chậm rãi tiến sâu vào bên trong kiến trúc trong nhai so với phong cách hỗn tạp của đế giang phường thì chỉnh tề hơn một chút phần lớn đều là tường vây cao điểm đan sen kiểu dáng đỉnh nhọn và mái vòm cạnh nhau Tuy dòng người trên phố đông như mắc cười nhưng cũng không có vẻ ồn ào lộn xộn, ngoài cửa hàng cũng không có tiếng thét to giao hàng của trưởng quỹ tiểu nhị. Toàn bộ đều có vẻ an an ổn ổn, ngay ngắn trật tự. Hàn lập không dễ ngang tạt ngửa hai bên đường mà dựa theo lời chỉ dẫn của vị trưởng quỹ kia, đi thẳng vào trung tâm nhai, rẽ trái vào một con đường khác thẳng tới chỗ thịnh nguyên đường. Đến gần, Hàn lập phát hiện thịnh nguyên đường này quả nhiên khác biệt, bề mặt cũng lớn gấp đôi so với mấy nhà xung quanh, dòng người ra ra vào vào ngoài cửa, nhìn mười phần náo nhiệt. Chậm rãi bước vào trong tiệm, hai bên trước quầy đều đứng đầy tu sĩ ma tộc, bảy tám tiểu nhị cũng đang nghênh tiếp những tân khách này, trong lúc nhất thời không dứt ra được nên không có ai đón tiếp hàn lập. Đúng lúc này, một nam tử trung niên cầm bào vóc người hơi mập đi ra từ nội đường, thấy hàn lập, trên mặt liền lộ ra một nụ cười, tiến lên đón. Tiếp đón không chu toàn, chậm trễ khách quý rồi, nam tử vội vàng tạ lỗi nói, không sao, ta cũng vừa vào, hàn lập cười nói, không biết khách quý cần mua gì, đan dược hay linh tài. Nam tử trung niên quan sát Hàn Lập một cái, hỏi. Đều không phải, ta muốn gặp một người. Hàn Lập lắc đầu một cái, nói. Nam tử trung niên nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện ra vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó có chút cảnh giác nhìn về phía Hàn Lập. Trưởng quỹ không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn gặp vị thiên đan sư cao cấp nhất của thịnh nguyên đường các ngươi, có chuyện muốn nhờ cũng không có ác ý gì. Hàn Lập vội vàng ôm quyền, nói. Nam tử trung niên nghe vậy. Thần sắc lúc này mới thoáng thả lỏng, nói: "Thì ra là muốn gặp Khang đại sư, vậy cũng thật không đúng dịp, gần đây đại sư đang bế quan luyện chế đan dược, sợ rằng không thể gặp ngài." "Bế quan, vậy đúng là có chút đáng tiếc." Hàn Lập có chút bất ngờ nói: "Nếu khách quý muốn mua chút đan dược Khang đại sư đặc chế, trong tiệm chúng ta còn một ít, khách quý không ngại nhìn thử một chút." Nam tử trung niên nói: "Không biết lúc nào Khang đại sư có thể xuất quan." Hàn Lập hơi do dự một chút, hỏi: "Cái này không biết được, nam tử trung niên hơi có vẻ xin lỗi nói. Đã như vậy, ngày khác ta trở lại viếng thăm. Trong lòng hàn lập than thở một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa tiệm. Trưởng quỹ trung niên kia thấy vậy, lắc đầu một cái, xoay người trở về nội đường. Hàn lập đi tới trên đường lớn, vừa quay đầu liếc mắt nhìn thịnh nguyên đường này một cái, cất bước đi tới đường lớn bên kia. Lúc này, một thanh niên thân hình cao lớn áo bào tím cũng đi ra từ bên trong thịnh nguyên đường, không xa không gần đi theo sau lưng hàn lập liên tục quẹo vào đường khác theo hắn chẳng biết tại sao nam tử cũng không cố ý che giấu hành tung cho nên hàn lập rất nhanh phát hiện dị thường hàn lập đi tới đầu đường ngừng lại xoay người nhìn nam tử nọ chỉ thấy người nọ dáng vẻ phổ thông một đầu tóc đen buộc lên cao hai mắt màu sắc tím đậm rất hiếm thấy dù giữa ban ngày cũng có chút điểm tinh quang nở rộ như tia sáng kỳ dị mắt thấy hàn lập đứng nghiêm bất động người nọ lại lộ ra một nụ cười thoải mái đi về phía hàn lập hàn lập thấy vậy chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút, trong lòng nhiều thêm một phần cảnh giác. Hắn phát hiện mình không phát hiện được khí thức tu vi trên người tên này. Đạo hữu đang đợi ta, thanh niên áo tím đi tới bên cạnh Hàn Lập, dừng chân hỏi. Lời ấy sai rồi, không phải đạo hữu vẫn luôn đi theo ta sao? Hàn Lập hỏi tỉnh rụi, tại Hà Cao Phong, mới vừa rồi trong thịnh nguyên đường nghe nói đạo hữu muốn tìm một vị thiên đan sư, không biết có nghe lầm hay không? Thanh niên áo tím từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó nói chương 832, xuất quan, đạo hữu đã hiểu lầm, ta muốn tìm chính là vị khang đại sư kia, cũng không phải là thiên đan sư gì hàn lập vuốt vuốt mũi, bình tĩnh nói. Vị khang đại sư này không chỉ am hiểu luyện đan, mà về phương diện chữa thương cũng hiểu biết nhiều, am hiểu trị liệu các loại nghi na tạp chứng do tổn thương thần hồn gây ra. Chỉ là sợ không đúng với sự tình lệ đạo hữu người cầu, chẳng qua là phí công mà thôi. Thanh niên nam tử tự xưng là cao phong cười cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Người nhận ra ta, Hàn Lập nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Sự tình lệ đạo hữu sở cầu, có lẽ cao mỗ có biện pháp hỗ trợ, không bằng mời lệ đạo hữu rời bước tới Hàn xá một chút, như thế nào. Cao Phong mỉm cười chân thành, tiếp tục nói. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc bên ngoài không động, nhưng trong nội tâm lại đấu tranh một hồi. Thanh niên áo tím trước mắt này hiển nhiên có dụng ý khác, không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến huynh đệ tỉ muội thạch xuyên không, chẳng qua không biết mục đích thực sự của gã là gì nhưng trước mắt để hồn một mực lâm vào hôn mê trung quy không phải kế lâu dài càng kéo dài càng khó tránh đêm dài lắm mộng cho nên do dự liên tục một hồi hàn lập vẫn quyết định đi theo gã kia một chuyến nếu thân ở trong dạ dương thành này tin tưởng bọn họ cũng không dám sằng bậy huống hồ cho dù đối mặt tu sĩ đại la hắn không dám khẳng định đủ sức bảo vệ nhưng tối thiểu cũng có chút kinh nghiệm trốn chạy tốt ta đây hàn lập còn chưa nói hết bên cạnh đột nhiên có một thanh âm khác vang lên cắt đứt lời của hắn A, à, đây không phải cao huynh sao? Như thế nào và tại chỗ nào săn bắt được đầu dị thú thái phỉ kia vậy?" Một nữ tử tóc trắng dung mạo xinh đẹp, tư thái lung linh từ bên cạnh Hàn Lập bước tới, mở miệng nói ra. Nữ nhân này không phải ai khác, chính là nữ tử mà ngày ấy sau khi Hàn Lập rời khỏi, xuất hiện ở kinh vật phường, chẳng qua hôm nay nàng thay một thân áo giáp, mặc vào một bộ váy dài tuyết trắng, thoạt nhìn lại đẹp thêm vài phần mềm mại đáng yêu. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" ta hiện tại không dãy nói chuyện với ngươi, lệ đạo hiếu, chúng ta đi thôi. Cao Phong thấy nữ tử này xuất hiện có vẻ không vui, lông mày nhăn lại, nhìn Hàn Lập nói ra. Hàn Lập nghe được hai chữ thái phỉ, trong nội tâm âm thầm khẽ động, đã minh bạch dụng ý vị nữ tử tóc trắng này, lòng cảnh giác trong nội tâm áp chế nhu cầu khẩn thiết cứu chữa đề hồn. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, không đến làm phiền ngươi được. Hắn ôm quyền một cái, nói ra, dứt lời, hắn lập tức quay người rời đi, trực tiếp rời khỏi kiến thiên nhai, phản hồi lạc giả khu. Lúc màn đêm buông xuống, Hàn Lập về tới phủ đệ tam hoàng tử. Lúc hắn đi ngang qua chính giữa một tòa hoa viên, lại đúng lúc gặp phải thạch phá không đang ngồi trong một tòa đình đá đối nguyệt độc ẩm. Lệ đạo hiếu, đã lâu không gặp, không bằng đến uống một chén. Thạch phá không vừa thấy Hàn Lập, liền mỉm cười nói. Hàn Lập do dự một chút, đi vào đình đá, tới bên cạnh cái bàn, nhìn thấy thạch phá không đã đặt một ly rượu ở vị trí đối diện, hắn liền thi lễ với gã một cái rồi ngồi xuống. Điện hạ hôm nay sao lại có hứng thú ngồi dưới ánh trăng uống rượu như vậy? Hàn lập cười hỏi, thạch phá không rót trước cho hàn lập một chén rượu, tiếp theo nói ra. Thời gian qua sử vụ quấn thân, một mực không thoát ra được để đi bái phòng lệ đạo hiếu, thật sự là làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay vừa mới rảnh rỗi, nghe được lệ đạo hiếu cũng yêu thích uống rượu, liền ôm một bình tiên nhân túy chân tàng nghìn năm, định đến cùng ngươi đối ẩm mấy chén, không ngờ trùng hợp ngươi đã đi ra ngoài rồi, đành phải một mình ở đây tự rót tự uống thôi. Như vậy là lệ mỗ đã để điện hạ đợi hồi lâu rồi, nên tự phạt một chén. Hàn lập xuất lời, liền bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, sảng khoái, tính tình lệ đạo hữu như vậy, khó trách thập tam đệ chọn làm hảo hữu chí giao. Thạch phá không cười vang nói, thạch huynh bế quan cũng đã nhiều ngày rồi, không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Hàn Lập tùy ý hỏi, lúc trước thập tam đệ trải qua khó khăn chắc chở không ngừng, trên đường đi thích góp từng tí một không ít nội thương, đồng thời cũng nhiều lần gặp đại kiếp nạn sinh tử, cảm ngộ đối với tu hành không giống trước kia, lần này phá cảnh, về sau thu hoạch chỉ sợ vượt xa lúc trước. Thạch phá không gật đầu nhẹ, nói ra, như vậy là nên sớm vì thạch huynh ăn mừng một chút. Hàn Lập dứt lời, nâng chén rượu lên cùng một cái với chén của thạch phá không, uống một hơi cạn sạch. Lệ đạo hiếu, về chuyện cứu chữa đề hồn đạo hiếu, Thạch mỗ nghĩ nên giải thích với ngươi một chút. Việc này có chút phức tạp, không phải là ta không chịu xuất lực, mà là lúc này thời cơ chưa tới, hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta. Thạch phá không lay động nhẹ chén rượu nhưng không có uống, nói ra. Vậy làm phiền điện hạ rồi. Hàn lập nghe vậy, sau một phen suy tính, gật đầu nói. Thạch phá không nghe vậy, lúc này mới đưa chén rượu trong tay lên uống cạn, cáo từ một tiếng rồi rời đi. Hàn lập ngồi trong nội viện tĩnh tọa một lát, sau đó mới trở về trường đình Uyển. Tiến vào trong phòng, hắn liền mở ra tất cả cấm chế, lấy ra miếng thái phỉ độc mục hợp trong lòng bàn tay, yên lặng vận chuyển công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Từ đó về sau, hắn một mực bế quan trong phủ đệ Tam hoàng tử, không có ra ngoài nữa. Thời gian nhoáng một cái lại qua 10 năm, một ngày này, Hàn Lập đang tu luyện trong phòng, quanh thân bên ngoài có kim sắc quang mang dũng động như thủy triều. Dưới thân hắn có một tầng cát vàng óng phủ kín mặt đất, bên trái thân thì kim diếm cuồn cuộn, trên đỉnh đầu thì bảo bình treo cao sau lưng còn có một đạo kim luân xoay tròn chậm chậm, chỉ còn lại hư không phía bên phải thì ngưng tụ tơ vàng, hiện ra một đạo bóng cây hình thức ban đầu. toàn bộ căn phòng chấn động thời gian pháp tác bành trướng mãnh liệt, ánh sáng trong phòng giống như bị bóp méo, có nhiều chỗ đen tối không rõ, có nhiều chỗ lại hào quang chói mắt. đúng lúc này, Hàn lập bấm niệm pháp quyết, hai tay bỗng nhiên thu lại, tất cả vật tượng ngưng tụ xung quanh thân đều lập tức chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Kim quang tràn ngập toàn bộ gian phòng cũng lập tức biến mất không thấy nữa. Đến lúc này, ánh sáng của gian phòng mới khôi phục lại bình thường, nhìn có chút u ám, cũng đã gần sát hoàng hôn rồi. Hai mắt Hàn Lập chậm rãi mở ra, trong miệng thở nhẹ ra một hơi, đứng lên. Đi tới cửa phòng, hắn sửa sang lại quần áo thoáng một chút, mở ra tất cả cấm chế trong phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa trường đình uyển, đứng đấy một gã nam tử áo tím tóc trắng, không phải Thạch Xuyên không thì là ai? vừa thấy hàn lập đi ra trên mặt thạch xuyên không vui vẻ bước nhanh đến nghênh đón chúc mừng thạch đạo hữu thành công tiến giai thái ất cảnh hàn lập thấy thế mở miệng chúc mừng cùng vui cùng vui ta xem tu vi lệ huynh cũng tinh tiến không ít a à. ta đã xuất quan hơn nửa tháng rồi muốn gặp ngươi một chút lại thủy chung không được nếu không phải tiếp theo có việc muốn thương lượng cùng ngươi nếu không thật không muốn đến quấy rầy ngươi thạch xuyên không cười nói không sao ta bế quan lâu ngày vừa vặn đi ra hoạt động một chút chẳng qua là không biết có chuyện gì muốn thương lượng hàn lập khoát tay áo hỏi mấy ngày trước đây tam ca đến báo cho ta biết khả năng phụ thân sắp xuất quan đến lúc đó chuyện cứu chữa để hồn có lẽ sẽ chuyển cơ thạch xuyên không nói ra a chuyện này là thật hàn lập nghe xong lời ấy lập tức hỏi ta cùng với tam ca đã tìm ra phương án tốt rồi đợi cho phụ thân xuất quan gặp trên khánh điển ta sẽ hướng người tuyên dương chiến công của ngươi đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người biết là nhờ ngươi phụ trợ ta mới có thể tìm về được la trá tỷ bà, một trong trí bảo bổn tộc. Hơn nữa để cho bọn chúng biết rõ, nếu không có người bảo hộ, ta căn bản không thể ra khỏi thập hoạn sơn mạch, càng tránh không khỏi những lần bị ám sát sau đó. Thạch Xuyên không tràn đầy tự tin nói, Thạch Huynh, người đem tất cả công lao ghi trên đầu ta, công lao của ngươi không còn một mảnh, là muốn làm gì? Những huynh đệ tỉ muội kia của ngươi vốn nhìn chằm chằm, dù ngươi vẫn là một hảo đệ đệ trước kia không hề tranh giành đấy. Hàn Lập nghe vậy, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Ha ha, ta nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là muốn vì ngươi cầu từ chỗ phụ thân một lần khen thưởng. Thạch Xuyên không cười nói, ngươi nói là, lại để cho ma chủ mở miệng, lệnh cho đại tế ti cứu chữa để hồn. Hàn lập chợt nói, đúng vậy, chỉ cần miệng vàng phụ thân nói ra, cho dù là đại ca cũng không cách nào cự tuyệt. Thạch Xuyên không cười nói, trách không được lúc trước tam hoàng tử đã từng nói, Việc này hắn đã có đối sách, nguyên lai là thời cơ hắn đợi chính là cái này. Khóe miệng Hàn Lập nhếch một cái, lộ ra một vòng tiêu ý, nói: "Tam ca làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, lệ huynh ngươi có thể yên tâm." Thạch Xuyên không nói ra, hai người đã lâu không gặp, lại nói chuyện phiếm nửa ngày, sau đó mỗi người mới phản hồi. Trở lại trong phòng, Hàn Lập không cách nào yên tĩnh tu hành, liền mở ra động thiên hoa chi đi xem đề hồn một lần. Những năm qua, hắn ngoại trừ tu luyện vẫn không đình chỉ tìm kiếm phương pháp cứu chữa để hồn, khổ nỗi một mực không tiến triển, vốn định nếu Thạch Xuyên không xuất quan, chính mình sẽ rời đi trước rồi. Hôm nay đã có Thạch Xuyên không cam đoan, ngược lại khiến nội tâm hắn an tâm không ít. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa năm, một ngày này, Hàn Lập đang tu luyện trong phủ đệ, tiếng chuông đinh đinh to lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, đơn giản xuyên thấu cấm chế trong phòng do hắn bố trí. Tiếng chuông này có loại lực lượng không hiểu, làm cho tiên linh lực trong cơ thể hắn rung động, phảng phất như gợn nước nhấp nhô không thôi bất quá loại rung động này cũng không có nguy hại ngược lại làm cho hàn lập thấy khoan khoái dễ chịu hắn đình chỉ tu luyện ra khỏi phòng đi vào trong trường đình uyển tiếng chuông vang dội từ đỉnh thánh sơn không ngừng truyền đến nương theo tiếng chuông là từng vòng sáng màu bạc không ngừng từ đỉnh núi hiển hiện ra tràn ngập ra chung quanh những người hầu trong phủ đệ tam hoàng tử nghe được tiếng chuông này đều lộ ra vẻ đại hỷ nhào nhau nhau ngừng công việc đang làm khoanh chân ngồi xuống tại chỗ từng tiếng chuông vang lên không ngừng, vang lên trọn vẹn uống cạn một chén trà mới hoàn toàn dừng lại. Những người hầu trong phủ đệ nhao nhao tỉnh lại, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, khí tức trên thân rõ ràng tinh thuần hơn một chút. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đây là Tam Thánh Trấn Nguyên Trung tộc ta, có công hiệu tẩy rửa nguyên khí, chẳng qua thúc giục nó tiêu hao nguyên khí không nhỏ, chỉ có lúc phát sinh chuyện trọng đại mới có thể rung vang. Vào thời khắc này, một thanh âm từ trước người hắn truyền đến. Tiếp theo thanh âm này, trong hư không hiện ra từng đạo ngân quang, hội tụ về một chỗ, trong nháy mắt hình thành một thân ảnh hơi mờ, chính là Thạch Xuyên Không. Đây là không gian phân thân, Thạch Đạo Hữu tiến giai thái ất cảnh, về sau điều khiển không gian pháp tắc càng thêm tinh diệu, bội phục. Hàn Lập cười nói, ha ha, lệ đạo hữu quá khen, chỉ là một cái kính tượng phân thân mà thôi, chỉ có thực lực một hai thành so với bản thể, chỗ tốt duy nhất là có thể hình chiếu cự ly xa, có tác dụng trao đổi tin tức trên mặt thạch xuyên không lộ vẻ tự đắc hàn lập tấm tắc khen kỳ lạ trong đầu chợt nhớ lại lần kia dùng trường thiên bình xuyên thẳng đến ma vực ngày đó ma chủ hàng lâm chiến trường thi triển thần thông giống như là kính tượng phân thân nhưng hiển nhiên so với thạch xuyên không thi triển thì tinh diệu cao thâm hơn nhiều chương 833, yết kiến thạch đạo hiếu tiếng chuông vang lên như thế này chẳng lẽ hàn lập thu liếm tâm thần hỏi không sai phụ hoàng đã xuất quan có lẽ ngày mai sẽ triệu kiến chúng ta đến lúc đó chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thạch xuyên không gật đầu đáp được hàn lập gật đầu nhẹ sắc mặt ngưng trọng lệ đạo hữu không cần lo lắng kế hoạch của tam ca không hề có sơ hở phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng thạch xuyên không nhìn sắc mặt hàn lập chấn an hắn hàn lập cười cười cũng không nói thêm gì nữa thạch xuyên không dặn dò hàn lập những điều cần chú ý khi yết kiến xong cũng tản đi phân thân hàn lập nhìn chăm chú thánh sơn một lúc lâu rồi quay người trở về phòng một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày thứ hai hàn lập ăn mặc chỉnh tề đi vào chính sảnh thạch phá không và thạch xuyên không đều đã đợi sẵn ở đây hai người đều mặc y phục màu tím lưng mang đai ngọc đầu đội tử kim hoa quan giống như hoàng gia phàm tục cực kỳ cao quý trên tử kim quan của thạch phá không có ba khối minh châu tỏa sáng còn tử kim quan của thạch xuyên không thì một viên cũng không có lộ ra vẻ ảm đạm thật có lỗi để hai vị đợi lâu rồi hàn lập nhìn qua trang phục hai người rồi nói không sao chúng ta cũng mới đến thạch xuyên không cười nói đi thôi thạch phá không gật đầu với hàn lập rồi đi thẳng ra ngoài ba người vừa ra khỏi phủ đã có hai chiếc xa thú đứng đợi sẵn xa thú đầu tiên màu vàng kim lóng lánh kéo xe là một con hoàng kim sư bộ lông vàng trải khắp toàn thân trông thập phần thần tuấn ở đầu xe còn có một lá cờ vàng đón gió bay phấp phới chiếc xa thú thứ hai bình thường hơn nhiều tuy nhiên lại to hơn chiếc thứ nhất, đứng cạnh xe là một nam tử mặc hồng bào, chính là huyết tích hầu. Ánh mắt Hàn Lập và huyết tích hầu giao nhau, y mỉm cười chào Hàn Lập. Lệ đạo hiếu, phụ hoàng rất coi trọng quy củ và luật pháp của thánh vực nên chúng ta không thể đi chung một xe. Cảm phiền ngươi đun chung xe với vào huyết tích hầu vậy, Thạch Xuyên không nói, Hàn Lập gật đầu, cùng huyết tích hầu đi lên chiếc xa thú thứ hai. Đi thôi, hai huynh đệ Thạch Xuyên không lên xe, liền ra lệnh khởi hành luôn huyết tích hầu đạo hiếu đã lâu không gặp ngày đó cảm tạ ngươi đã ngăn cản chiếu cốt chân nhân nếu không ta và thạch đạo hiếu chưa hẳn đã có thể an toàn đến dạ dương thành hàn lập cười nói với huyết tích hầu lệ đạo hiếu khách khí rồi chuyện lần đó tại hạ vẫn hổ thẹn vốn là tam điện hạ phái ta đến tiếp ứng ngươi và thập tam điện hạ đi về dạ dương thành ta chưa làm được gì đã bị chiếu cốt chân nhân đánh trọng thương lúc khôi phục thì đã nghe tin lệ đạo hiếu chém giết chiếu cốt chân nhân rồi thực lực của lệ đạo hữu thật là sâu không lường được. Huyết tích hầu cười ha hả nói, có thể giết chiếu cốt chân nhân thành công, cũng là do đủ loại trùng hợp. Nếu lại thêm một lần như thế nữa, người chết nhất định là ta. Hàn lập cười đáp, lệ đạo hữu khiêm tốn rồi. Huyết tích hầu nói, hai người nói chuyện phiếm, xa thú vẫn đi về phía trước. Những năm gần đây Hàn Lập rất ít ra ngoài, chủ yếu là đi ma vực mua đồ, hoặc tìm kiếm phương pháp chữa trị cho đề hồn. Cũng không đi lại trong lạc giả khu, nên hắn không quen thuộc tình huống ở đây. Ngồi trên xa thú, hắn dần xem rõ địa hình của lạc giả khu. Bởi vì nằm gần thánh sơn, địa hình lạc giả khu từ nam đến bắc trông như một sườn núi. lấy lạc giả khu làm trụ cột, từng tầng kiến trúc của thánh sơn được sắp đặt chỉnh tề như những bậc thang. Càng tới gần thánh sơn, kiến trúc xung quanh càng hoa lệ. Hai chiếc xa thú đi qua mấy giao lộ, tiến về một con đường bạch ngọc rộng lớn. Con đường bạch ngọc này rộng chừng trăm trượng, kéo thẳng đến thánh sơn. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên, xung quanh hai bên đường ngồi chật kín người, kéo dài đến tận Thánh Sơn. Thần sắc những người này rất thành kính, không hề để ý đến đám người thạch phá không. Mỗi lần Thánh Hoàng xuất hiện đều tổ chức đại điển tế thiên. Tất cả mọi người trong nội thành đều đi thánh đạo này để tế tự. Huyết Tích Hầu giải thích cho Hàn Lập, thì ra là vậy, Hàn Lập gật đầu, hai chiếc xa thú đi dọc theo con đường bạch ngọc, băng băng về phía Thánh Sơn. Nửa canh giờ sau, xa thú đã đến chân núi thánh sơn dừng lại trước một cung điện hùng vĩ diện tích cung điện rộng mấy trăm mẫu tất cả được xây dựng từ một loại hắc sắc tinh thạch tinh thạch này có phẩm chất còn tốt hơn cả hắc thủy tinh nhất phẩm tản mát ra từng đợt hắc mang hiển nhiên là một loại tài liệu vô cùng tốt mỗi tòa cung điện đều được điêu khắc ma thần hoặc phù điêu dị thú cực kỳ đẹp đẽ nơi này là chỗ ở của thánh hoàng thánh hoàng cung huyết tích hầu giải thích với hàn lập bên cạnh cung điện là một quảng trường bạch ngọc diện tích rộng lớn không kém bên trong quảng trường có một tòa tế đàn to lớn xây dựng hoàn toàn từ một loại tài liệu màu xanh đen phong cách cổ xưa dòng người thăm viếng kéo dài từ phía dưới đến tận tế đàn mà trên quảng trường phía trước ngồi đầy người quỳ bái về hướng tế đàn không thôi trong miệng lẩm bẩm cầu khẩn đi thôi theo quy định chúng ta cũng phải đi thăm viếng trước rồi mới đến thánh hoàng cung để yết kiến phụ hoàng thạch phá không xuống xe nói một tiếng rồi đi về phía tế đàn Đoàn người rất nhanh đã đến tế đàn, Hàn Lập quan sát xung quanh, chỉ thấy tế đàn cũng không có gì đặc biệt, chỉ có hai pho tượng cao lớn đứng hai bên. Hai pho tượng phong cách cổ xưa, làm cho người ta có cảm giác như đây là hai người sống chứ không phải tượng. Một pho tượng nữ tử toàn thân trắng như tuyết, mặt mũi hiền lành, tựa như mẹ chúng sinh, làm cho người ta có cảm giác an lành. Pho tượng còn lại thì bất đồng, toàn thân đen kịt, có 12 đầu, 24 cánh tay. Những cái đầu lại có thần thái khác nhau phẫn nộ, vui mừng, lạnh lùng, thương tâm. Tựa hồ tập hợp tất cả các cảm xúc của thế gian. Những cánh tay kia cũng có kiểu dáng khác nhau, hoặc là năm ngón xòe ra, hoặc là phất tay chảo nhiếp, cảm giác hồn siêu phách lạc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn hai pho tượng, những năm này hắn cũng nghiên cứu rất nhiều về ma vực. Hai pho tượng này là hai vị thần mà toàn bộ người ở ma vực cung phục, U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Thánh Hoàng. Nghe đồn, ma vực là do Thiên Sát Thánh Hoàng chảm phá hư không vô tận, sáng lập ra còn u minh thánh mẫu là người sáng tạo ngàn vạn sinh linh bên trong ma vực là mẹ chúng sinh hàn lập vốn không tin những tin đồn này nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai pho tượng nên hắn cũng quan sát kỹ vài lần hắn liếc qua u minh thánh mẫu một chút lại nhìn về phía thiên sát thánh hoàng lông mày chợt nhíu lại mặc dù lần đầu nhìn thấy pho tượng thiên sát thánh hoàng nhưng hắn có cảm giác rất quen thuộc tựa hồ như trước kia đã từng gặp qua ánh mắt của hắn cẩn thận đánh giá ánh sáng tím nổi lên trong mắt Tuy còn cách tế đàn một đoạn, nhưng bằng thị lực của Hàn Lập, từng chi tiết của hai pho tượng hiện rõ trong mắt hắn. Ô, sắc mặt hắn lại biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên hông thiên sát thánh hoàng, ở đó là một cái thắt lưng ngọc, trên thắt lưng có khác những văn tự kỳ lạ. Những văn tự này cùng một loại với văn tự trên pho tượng Hàn Lập lấy được từ chiếu cốt chân nhân. Đáng tiếc là dù hắn có nghiên cứu văn tự trên pho tượng kia nhưng Thủy Trung vẫn không tìm được manh mối, không ngờ đến đây lại có phát hiện. Trong lòng Hàn Lập mừng thầm, bắt đầu nhìn kỹ những văn tự này. Đúng lúc đó, trong mắt một cái đầu của Thiên Sát Thánh Hoàng chợt lóe lên hắc quang, nhìn thẳng vào hắn, vô hạn khí tức hắc ám tràn ra, cắn nuốt ánh sáng xung quanh mất. Hàn Lập chấn động, cảm thấy ba hồn sáu phách trong cơ thể chấn động kịch liệt, như là bị hút vào hắc ám kia. Thân thể hắn giống như bị đặt trong tầng băng sâu ức vạn trượng, cả cơ thể bị đông lại, không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Bất quá, nháy mắt sau đó, hết thảy xung quanh hắn đều biến mất, chung quanh lại sáng ngời, hắc quang biến mất vô tung. Tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo cảnh, mặc dù sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng lông tóc hàn lập đều dựng lên, tim đập như chống đánh, không nhịn được lui về phía sau một bước. Lệ đạo Hữu người sao vậy? Huyết tích hầu quay lại hỏi, thạch xuyên không cũng nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc, nhìn sắc mặt hai người, hình như họ không phát hiện sự khác thường của pho tượng. Không có gì, sắp được gặp thánh chủ, tâm trạng có chút lo lắng hàn lập trầm mặc một lát miễn cưỡng nói ra lệ đạo hữu không cần lo lắng mặc dù tính tính phụ hoàng nghiêm khắc nhưng không phải là người không nói lý lẽ thạch xuyên không vừa cười vừa nói hàn lập miễn cưỡng cười ánh mắt một lần nữa lại đảo qua pho tượng thiên sát thánh hoàng nhưng cũng không có phát hiện gì đi thôi thạch phá không nhàn nhạt nói dẫn đầu bước lên cầu thang tế đàn cả bốn người rất nhanh đã lên đến đỉnh tế đàn trên đỉnh tế đàn là một mảnh đất nhỏ rộng chừng 10 trượng, ngoại trừ hai pho tượng thì không còn vật gì. Trên mặt đất khác từng đường đạo văn, tạo thành một cái pháp trận hình bầu dục cực lớn. Bên trong trận pháp, mười mấy tên tế tự mặc quần áo và trang sức sáng bóng, tay cầm đủ loại pháp khí đang lẩm bẩm nói chuyện với hai pho tượng. Chương 834, châm ngòi ly gián. Lúc này Hàn Lập đang ở đỉnh tế đàn, đưa mắt đánh giá bốn phía một cái. Chỉ thấy hai pho tượng đứng trước người càng thêm cao lớn, phóng xuống hai âm ảnh to lớn, bao mấy người lại, phảng phất hai thần chỉ đứng ở bầu trời, đưa mắt nhìn xuống phàm nhân phía dưới. Lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng, từng đợt áp bách to lớn từ trên hai pho tượng phát ra, đè nặng trong lòng, dùng tu vi hắn bây giờ mà vẫn có cảm giác không thở nổi. Trong nội tâm hàn lập dùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ dị biến vừa rồi lại xuất hiện lần nữa. Vào thời khắc này, hắn đưa mắt nhìn qua, phát hiện sắc mặt ba người thạch phá không bên cạnh cũng mơ hồ trắng bệch, hiển nhiên cũng chịu áp lực thật lớn do pho tượng tản mát ra ba người lập tức hành lễ về phía hai pho tượng hành lễ xong ánh mắt bọn họ lập tức hòa hoãn hơn nhiều mắt thấy cảnh này trong nội tâm hàn lập khẽ động suy nghĩ một chút rồi cũng khom người thi lễ một cái với hai pho tượng nhắc tới cũng kỳ lạ hắn vừa thi lễ xong uy áp khổng lồ trên người lập tức từ từ rút đi đuôi lông mày hàn lập nhảy lên sinh ra một chút hứng thú với thiên sát thánh hoàng cùng u minh thánh mẫu hai pho tượng thông linh như vậy chẳng lẽ ma vực thật sự có hai thần chỉ nhị vị điện hạ thành tâm bái cầu thánh hoàng thánh mẫu tất nhiên để ở trong mắt, ban thưởng vô biên phúc lợi, bảo hộ nhị vị điện hạ. Một vị tế ti bộ dáng đầu lĩnh đứng lên, hoàn lễ rồi nói ra. Người này là một trung niên nam tử, một đầu tóc vàng rối tung, làn da ngăm đen thô giáp, phảng phất lão nông làm việc tay chân vất vả, nhưng một đôi tròng mắt lại sáng người dị thường. Hàn lập quan sát người này một chút, lông mày thoáng nhíu một cái không để ai biết. Khí tức trên thân tế thì bộ dáng lão nông kia cũng không cường đại, chỉ có trình độ kim tiên sơ kỳ, một ngón tay hắn cũng có thể nghiền chết nhưng chẳng biết tại sao người này lại cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh khó hiểu đa tạ cát ngôn của liêm trinh tế ti thạch phá không gật đầu cười khẽ một tiếng hàn lập nghe vậy trong nội tâm khẽ động bởi vì nguyên nhân đề hồn những năm qua hắn cũng nghiên cứu qua tình huống tế tự điện ở dạ dương thành tế tự điện chính là nơi đặc thù của dạ dương thành một đám tế ti bên trong tuy rằng chịu thánh chủ quản hạt nhưng cũng không cần chấp hành nhiệm vụ một lòng hầu hạ thiên sát thánh hoàng cùng u minh thánh mẫu Cầm đầu tế tự điện là đại tế ti, dưới lão là mấy tên tế ti cao dai, liêm trinh tế ti là một trong số đó. Ánh mắt hàn lập rất nhanh rời từ trên người liêm trinh tế ti sang các tế ti khác, cũng không phát hiện người có tu vi cao hơn, cảm thấy hơi thất vọng. Ha ha, tam đệ, người tới cũng hơi sớm a. À. Vào thời khắc này, một tiếng cười dài từ phía dưới chuyển đến, mấy thân ảnh đang leo lên tế đàn. Người cầm đầu là một nam tử áo tím khoảng 37-38 tuổi, thân hình cao lớn, Cách ăn mặc phục sức giống hai người Thạch Xuyên không như đúc, từ kim quan trên đầu cũng khảm nạm ba khối minh châu, hai đầu lông mày có một cái tiêu ký màu tím nhàn nhạt, nhạt, chớp động lên hào quang màu tím thần bí. Hàn Lập thấy vậy, hơi ngẩn ra, người này chẳng phải là người mà 10 năm trước tại Ma Ha khu mời hắn sao? Chẳng qua lúc đó gã một đầu tóc đen, bây giờ đã biến thành màu trắng phau. Bên cạnh người này còn có hai người nữa, cũng một thân cầm bào màu tím, một người trong đó đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua bên này chính là vị bát hoàng tử lúc mới vừa vào thành từng gặp một lần. Người còn lại là một thanh niên thon gầy, sắc mặt vàng như nến, khí tức không đều đặn, một bộ dạng quỷ bệnh lao. Sau lưng ba người còn đi theo vài tên tùy tùng, cách ăn mặc khí độ đều bất phàm. Nguyên lai là đại ca, còn có bát đệ, thập đệ, chúng ta cũng đã rất lâu không gặp mặt A. À. Thạch phá không ở xa xa ôm quyền thi lễ với mấy người đối phương, mỉm cười nói ra. Mà Hàn Lập nghe lời này, trong nội tâm lập tức rõ ràng, nguyên lai like nam tử áo tím cao lớn có khí chất bất phàm này chính là đại ca Thạch Xuyên không, đại hoàng tử ma chủ, Thạch Trảm Phong. Lúc ấy đối phương mở miệng mời chính mình, mục đích đã biết một chút rồi, nhưng còn nữ tử tóc trắng lúc đó mở miệng nhắc nhở mình là ai. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, trong đầu thoáng hiện lên không ít nghi vấn, ánh mắt cũng bắt đầu hữu ý vô ý dò xét khắp nơi. Bát ca Thạch truyền giáp người đã gặp rồi, còn người vẻ mặt có bệnh là thập ca, Thạch bá phù, lúc nhỏ hắn bị một hồi quái bệnh, kéo dài triền miên rất lâu mới trị hết, không ngờ hắn cũng nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ một loại nguyền rủa pháp tắc cực kỳ lợi hại, không thể khinh thường. Bát ca cùng thập ca đều phụ thuộc vào đại ca, thanh âm thạch xuyên không vang lên bên tai Hàn Lập, truyền âm giới thiệu tình huống hai hoàng tử kia. Hàn Lập nghe vậy, hai mắt âm thầm đánh giá thập hoàng tử. Tu vi người này cũng đạt tới thái ất cảnh, mặc dù chỉ là thái ất cảnh sơ kỳ, nhưng khí thức trên người kỳ lạ, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần không thoải mái. Đúng vậy a, à tuy chúng ta đều ở tại dạ dương thành, nhưng mỗi người một việc, đã rất lâu không gặp mặt rồi. Vừa rồi ta mới có được hai bình tử la tiên tử từ chân tiên giới, hôm nay ít kiến phụ hoàng xong, mời tam đệ cùng thập tam đệ không bằng đến phủ ta, mấy huynh đệ chúng ta trẻ chén một phen, chẳng phải rất hay sao. Thạch trảm phong cười ha ha nói, sắc mặt thạch xuyên không khẽ biến, đang muốn ám chỉ thạch phá không cự tuyệt, nhưng không chờ gã kịp mở miệng, thạch phá không đã gật đầu đáp ứng. Đại ca đã có ý tốt này, tiểu đệ đương nhiên phụng bồi. Lại nói, mấy huynh đệ chúng ta ngày thường phân ra các nơi, cũng khó có được cơ hội phụ hoàng xuất quan mới tập trung cùng một chỗ. Trong nội tâm Thạch Xuyên không khẩn trương, việc đã đến nước này cũng không thể tránh được. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, lệ đạo hữu nếu có hứng thú, cũng có thể đến đấy, sự tình ngày ấy ta nói với người vẫn còn giá trị đấy. Ánh mắt Thạch Trảm phong trợt vòng một cái, mỉm cười nói với Hàn Lập một tiếng, sau đó phối hợp tiến lên thăm viếng thiên sát thánh hoàng cùng U Minh Thánh Mẫu. Đám người bắt hoàng tử, thập hoàng tử nghe vậy, nhìn về phía Hàn Lập cười quỷ dị một tiếng, sau đó liền tiến lên hành lễ, không để ý tới đám người thạch phá không nữa. Trong nội tâm Hàn Lập âm thầm tức giận, thạch trảm phong này châm ngòi ly rán rất âm độc, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc. Lệ đạo hiếu, vừa rồi lời nói của đại hoàng tử là có ý gì? Sắc mặt huyết tích hầu trước trầm xuống, truyền âm chất vấn. Huyết tích hầu, chớ nói bậy ánh mắt thạch phá không lạnh lùng, chừng huyết tích hầu một cái. Huyết tích hầu nghiêm nghị lại, lui xuống, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập rõ ràng mang theo vẻ hoài nghi thật sâu. Hàn Lập cảm nhận được ánh mắt huyết tích hầu, nhíu mày, trong nội tâm ngầm thở dài. Năm đó huyết tích hầu xả thân dẫn dắt chiếu cốt chân nhân rời đi, mặc dù là phụng mệnh thạch phá không, Hàn Lập vẫn có chút cảm kích với y. Sau này gặp nhau lần thứ hai, hắn có ý kết giao vài phần, không thể tưởng được lúc này huyết thích hầu lại vì một câu nói của đại hoàng tử liền đơn giản trở mặt người như vậy không phân rõ sai trái ngược lại không đáng kết giao. chúng ta đi trước a à. thạch phá không nhìn hàn lập mỉm cười sau đó mở miệng nói ra mấy người lập tức đi xuống tế đàn từ một đầu cầu thang khác đi về hướng thánh hoàng cung nơi xa một đoàn người đều không nói gì bầu không khí có chút nặng nề lệ đạo hiếu vừa rồi lời đại ca rốt cuộc là trong nội tâm thạch xuyên không trần chờ vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, tuy rằng yêu cầu giống huyết tích hầu, nhưng không có ý trách móc gì. Thập tam đệ, đây là cái ly gián của đại ca, lệ đạo hữu chính là là bạn tốt của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không tin hắn. Thạch phá không cười khẽ một tiếng, đã cắt đứt lời nói thạch xuyên không. Ta tự nhiên tín nhiệm lệ đạo hữu, chỉ là có chút hiếu kỳ sự tình đại ca nói. Thạch xuyên không cười ha ha một tiếng nói, cũng không có gì, chẳng qua là lúc trước ta đi dạo tại ma ha khu, vô tình gặp được đại hoàng tử, có đàm luận vài câu về thương thế của đề hồn, bất quá khi đó dung mạo của hắn có chút khác biệt với lúc này, cho nên ta cũng không biết thân phận của hắn. Hàn Lập suy nghĩ một lát, kể thoáng một chút tình huống ngày đó gặp phải đại hoàng tử. Thì ra là thế, đại ca quả nhiên xảo trá, vậy mà dùng loại thủ đoạn bị ổi này. Thạch Xuyên không ngừ một tiếng, nói ra, đại ca làm việc một mực như vậy, chúng ta cẩn thận một chút, không nên tự loạn trận cước là được. Thạch Phá không nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó nhìn huyết tích hầu một cái huyết tích hầu lộ vẻ xấu hổ, không người thi lễ với Hàn Lập một cái, nói, lúc trước nhất thời xúc động, mở miệng không đúng, kính xin lệ đạo hữu thứ lỗi. Không sao, Hàn Lập không biểu tình nói, ngữ khí lãnh đạm. huyết tích hầu biết rõ chính mình vừa rồi đã đắc tội với Hàn Lập, giờ phút này xin lỗi đã muộn, ngượng ngùng đứng lên. Mấy người tiếp tục đi vào chỗ sâu trong cung điện, rất nhanh đi tới trước một tòa đại điện đen kịt. Điện này cao chừng trăm trượng, so với cung điện phụ cận rõ ràng cao hơn một đoạn, có cảm giác như hạc giữa bầy gà, mà ở mỗi bốn góc đại điện cao chót vót có một cây cột đá màu đen mấy người ôm hết, phía trên mỗi cây cột khắc lên một phù điêu ma thần trông rất sống động. Bên ngoài đại điện treo trên cao một tấm bảng hiệu to lớn, trên đó viết mấy chữ to màu tím thánh hoàng điện. Bút pháp ba chữ kia cứng cáp, như long xà cuồn cuộn, lại có xu thế gào thét sông thẳng lên trời xanh. Lúc này bên ngoài cửa chính đại điện có hai người hầu áo tím đang đứng, thấy bốn người tới vội vàng kho mình thi lễ với thạch xuyên không cùng thạch phá không phụ hoàng có ở bên trong không? Thạch phá không mở miệng nhàn nhạt hỏi, thánh chủ đại nhân đang bên trong, nhị vị điện hạ chờ chốc lát, ta liền vào thông báo đã. Một người hầu trong đó nói một tiếng, nhanh chóng tiến vào thông báo. Một lát sau, người kia đi ra, nói thánh chủ đại nhân có lệnh, cho mời bốn vị vào điện. Thạch phá không cùng thạch xuyên không hít sâu một hơi, sửa sang thoáng một chút phục sức trên người, đi vào đại điện. Hàn lập cùng huyết tích hầu chậm hơn phía sau hai người một bước ngắn, đi theo phía sau cũng bước vào đại điện không gian trong điện thật lớn nhưng không có vật gì nhìn trống trải dị thường trên vách tường hai bên khác nhiều loại pho tượng có hình người cũng có hình thú từng cái đều trông rất sống động phảng phất tùy thời có thể phá vách tường sống lại chui ra ánh sáng nơi đây hơi âm u nên những pho tượng này ở trong bóng dâm thoạt nhìn có chút dữ tợn mọi người yên lặng không nói gì tiến về phía trước đi đến chỗ sâu nhất trong đại điện ánh sáng mới sáng lên trên mặt đất nhiều ra một tòa đài cao một nam tử áo tím ngồi ngay ngắn trên đài chủ tọa. Người này thoạt nhìn bốn năm mươi tuổi, đầu đầy tóc trắng, mặt chữ điền, lông mày nhỏ dài, phảng phất một phan sĩ nho nhã, nhưng sắc mặt có một cỗ khí thế không giận mà uy. Người này cũng không tản mát ra uy áp khổng lồ nào, nhưng vẫn cứ không tự chủ sinh ra một loại cảm giác khiến người thần phục. Lúc trước Hàn Lập dùng trường thiên bình, thần hồn xuyên không đã từng thấy qua mặt ma chủ, bất quá lần đó đối phương cũng không hiển lộ ra chân thân, giờ phút này nhìn không được nhìn nhiều hơn chút. Ma chủ hình như nhận ra, cũng dương mắt nhìn lại. Trong lòng Hàn Lập lập tức lột bộp thoáng một phát, toàn thân lạnh buốt một hồi, tựa hồ tất cả bí mật đều bị đối phương xem thấu, sắc mặt lập tức biến đổi, tiên linh lực trong cơ thể lập tức vận khởi toàn bộ, thần thức lực trong đầu cũng tràn ngập ra chảy khắp toàn thân, ý đồ ngăn cản ánh mắt ma chủ. Nhưng bất luận hắn vận chuyển thần thông ngăn cản thế nào, trước ánh mắt ma chủ lại như thùng rỗng kêu to, cảm giác toàn thân lạnh buốt càng ngày càng nặng, hầu như muốn hư thoát ngã xuống. Ánh mắt ma chủ nhìn trên mặt Hàn Lập một vòng, trên mặt lộ ra một tia kỳ lạ, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, rời ánh mắt đi. Mà toàn thân Hàn Lập lạnh buốt lại như thủy triều rút đi, len lén nhẹ nhàng thở ra, tâm thần căng cứng chậm rãi thả lỏng ra. Ánh mắt ma chủ nhìn qua chỉ bất quá một hai cái hô hấp, nhưng Hàn Lập lại cảm giác giống như đã qua rất lâu. Tâm thần hắn cứ như vậy siết chặt rồi buông lỏng, vậy mà mơ hồ có loại cảm giác tâm lực lao lực mỏi mệt quá độ, cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với một hồi kịch chiến cùng cường địch bái kiến phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng bế quan tu luyện thần công đại thành. Thạch phá không cùng thạch xuyên không tới cách đài cao mấy trượng thì dừng lại, nhất tề quỳ xuống lại. chương 835, miễn lễ, theo thạch phá không cùng thạch xuyên không quỳ xuống, huyết tích hầu cũng vội quỳ xuống lại, trong miệng phát ra tiếng ca tụng. Ánh mắt hàn lập chấp lên, thế nhưng hắn chỉ hơi không người thi lễ về phía chủ tọa chứ không có quỳ lại. Thạch xuyên không quỳ dưới đất, thấy vậy mặt xanh lè, lập tức kinh hãi ma chủ rất xem trọng quy củ bái kiến không quỳ chính là tội lớn trong lòng của y rất là hối hận y sớm quên nói cho hàn lập biết chuyện này y chưa kịp phản ứng gì chợt một tiếng quát nghiêm nghị lạnh lùng phát ra từ bên cạnh cuồng đồ lớn mật thấy thánh hoàng mà không quỳ chỉ thấy bên trái đại điện có xếp từng dãy ghế ngồi lúc này đã có hai người ngồi ngay ngắn trên đó trong lòng hàn lập hơi chấn động từ khi bước vào đại điện tâm thần của hắn bị ma chủ thu hút làm hắn không có để ý gì bên cạnh cả Bên cạnh đại điện, hàng ghế thứ nhất tổng cộng có 13 cái, đều có màu ám kim, còn những chiếc ghế đằng sau thì màu đỏ thắm. Giờ phút này trên chiếc ghế thứ năm của hàng thứ nhất, chợt có một người đang ngồi, người này là một nữ tử mặc cung trang màu tím, đầu đội tử kim phượng quan, khuôn mặt như tranh vẽ, dung mạo tuyệt mỹ, nói là huynh quốc huynh thành còn chưa đủ nữa. Còn ghế ngồi thứ sáu kế bên cung trang nữ tử, là một thanh niên mặt tròn mặc áo bào tím, cái đầu không cao, thân thể tròn vo, nhìn giống như một quả bí lùn tiếng quát khi nãy là do người này phát ra. Phía sau hai người đang ngồi là một gã ma tộc mặc áo giáp màu xanh, tựa như là hộ vệ giống như Hàn Lập và huyết tích hầu. Hàn Lập không để ý đến thanh niên mặt tròn, mà nhìn về phía cung trang nữ tử, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cung trang nữ tử này, chính là nữ tử váy trắng lúc trước đã ngăn cản hắn tiếp xúc với đại hoàng tử. Lúc này hai con mắt thanh tịnh của cung trang nữ tử cũng nhìn lại, cũng không có lộ vẻ tức giận, mà ngược lại cười một tiếng với Hàn Lập. Dung mạo nữ tử này vốn đã đẹp vô cùng, ngay lúc này nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra tư thái diễm lệ như trăm hoa đua nở, khiến cho Hàn Lập cũng hơi thất thần một chút, nhưng hắn liền lập tức khôi phục, thu lại ánh mắt. Lệ mỗ không phải người trong thánh vực, chẳng qua lần này bảo hộ thập tam điện hạ mới đến dạ dương thành. Thánh hoàng đại nhân thống trị thánh vực, tuy rằng trong lòng ta kính ngưỡng muôn phần, nhưng đối với tại hạ mà nói cũng chỉ là cao nhân tiền bối mà thôi, đương nhiên cũng không cần phải làm lễ quỳ lại làm gì hàn lập hơi trầm ngâm mở miệng nói ra tuy là hắn cũng không muốn quỳ lại gì nhưng thực sự hắn không muốn đắc tội với ma chủ dù sao chuyện đề hồn còn phải trông chờ vào người này Càn dỡ còn dám cãi lại sao sắc mặt thanh niên mặt tròn trầm xuống được rồi mình chân chỉ là một chút việc nhỏ không nên cãi lộn ở chỗ này ma chủ thản nhiên mở miệng nói vâng phụ hoàng thanh niên mặt tròn cảm thấy ngoài ý muốn trong miệng lập tức đáp ứng một tiếng rồi sau đó hung hăng trừng mắt về phía hàn lập cũng không nói thêm gì nữa. thạch xuyên không quỳ dưới đất cũng theo đó mà sướng sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. còn sắc mặt của thạch phá không cũng không có biến hóa gì lớn, chẳng qua đuôi lông mày y thoáng nhảy lên mà không ai biết. ngươi chính là lệ phi vũ sao? nếu đã không phải người trong thánh vực ta, lễ quỳ bái cũng miễn đi. phá không, xuyên không, các ngươi cũng đứng lên đi. sắc mặt ma chủ bình thản, không vui không buồn nói ra. tạ phụ hoàng, thạch phá không, thạch xuyên không còn có cả huyết tích hầu nghe vậy liền đứng lên. Hàn Lập cũng không người thi lễ một cái, bày tỏ lòng biết ơn. Xuyên không, lần này ngươi ly khai thánh vực đã một thời gian không ngắn, hành trình đến chân tiên giới như thế nào rồi? Ma chủ nhìn về phía thạch xuyên không, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, nhị thần ở chân tiên giới kiến thức không ít dị vực phong tình, thu hoạch cũng rất nhiều. Thạch xuyên không gấp gáp nói ra, lần này tu vi ngươi tinh tiến không nhỏ, xem ra quả thật không uổng chuyến đi này. Đám người tu luyện chúng ta nên như vậy, phải luôn mở rộng kiến thức, gặp nhiều trắc trở mới có thể tinh tiến được. Câu trước Ma chủ khen ngợi Thạch Xuyên Không, nhưng câu sau thì lại nói cho tất cả mọi người trong điện. Phụ Hoàng nói phải, Thạch Xuyên Không đồng ý sâu sắc, đáp ứng một tiếng, còn nữ tử cung trang cùng với thanh niên mặt tròn cũng gật đầu xác nhận. Phụ Hoàng, tuy là tu vi tinh tiến trọng yếu, nhưng hoàng tộc chúng ta còn phải gánh vác kế sinh nhai của ức vạn thần dân trong thánh vực, cũng không thể lo cho việc tu luyện bản thân được. Những năm gần đây, thiên đình đã liên tiếp điều động đóng quân khắp xung quanh thánh vực chúng ta, hình như có động thái lớn, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cha rõ, phòng ngừa thiên đình lại xâm chiếm. Thạch phá không chắp tay nói ra, ta đã biết, việc này ta sẽ tự có an bài. Ma chủ nghe vậy, cũng không tỏ rõ ý kiến, nói. Đúng ngay lúc đó, một người hầu từ bên ngoài đại điện bước nhanh vào, rồi quỳ xuống dưới đất, nói, khởi bẩm thánh hoàng, đại điện hạ, bát điện hạ và thập điện hạ đang ở bên ngoài, muốn được diện kiến thánh hoàng. Để tất cả bọn họ vào đi, ma chủ nói xong, tiếp đó khoát tay áo với đám người thạch phá không. Mọi người thấy vậy, cũng lui qua một bên, thạch phá không ngồi xuống ghế thứ ba, huyết tích hậu thì canh giữ phía sau lưng y, còn thạch xuyên không thì ngồi ở ghế cuối hàng, đương nhiên hàn lập cũng đi theo phía sau. Lệ đạo hiếu, tính cách phụ hoàng cố chấp thay đổi liên tục, tuy là không biết sao người lại khoan dung ngươi đã vô lễ khi nãy, nhưng điều đó thật là vô cùng may mắn. Sau này tuyệt đối ngươi đừng lại xung đội với lão gia người, nếu không đừng nói là cứu đề hồn, đến thân thể ngươi còn khó mà đảm bảo được. Âm thanh thạch xuyên không trầm thấp vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy trầm mặc một chút, rồi sau đó yên lặng gật đầu. Hắn há không biết hành động vừa rồi có chút không thỏa đáng, chẳng qua có việc nên làm, có việc không nên làm, bắt hắn quỷ bái người khác, vô luận như thế nào hắn cũng không làm được. Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập gật đầu, sắc mặt cũng hơi thả lòng. Thạch đạo hiếu, hai vị kia là ai vậy? Hàn lập liếc nữ tử cung trang cùng thanh niên mặt tròn một cái, truyền âm hỏi. Đó là ngũ tỷ thạch cảnh nhiên cùng với lục ca thạch minh chân. Thạch xuyên không truyền âm trả lời, bọn hắn có quan hệ gì với đại hoàng tử sao? Hai hàng lông mày hàn lập khẽ động, tiếp đó lại hỏi. Tu vi ngũ tỷ cao thâm, hơn nữa lòng mang trí lớn, cũng là một người cực kỳ tài giỏi trong số người chúng ta, có thể so với đại ca, tam ca. Dưới trướng nàng cũng nắm giữ một cỗ thế lực không nhỏ, Lục ca cùng thập nhị ca cũng là người ủng hộ nàng. Thạch Xuyên không thấp giọng truyền âm nói ra, Hàn Lập nghe vậy, thầm giật mình, đồng thời trong đầu nhớ về năm đó, nữ tử này đã ngăn hắn nói chuyện với đại hoàng tử, không biết trong này còn có âm mưu gì hay không. Ngay lúc đó, nương theo tiếng bước chân, đám người đại hoàng tử đã tới. Bái kiến phụ hoàng, cùng chúc phụ hoàng tu vi tinh tiến, sớm ngày thành đạo tổ chi vị, vĩnh viễn tự do, muôn đời với trời đất. Đám người đại hoàng tử cúi người quỳ gối, cùng kêu lên một tiếng, nói ra: "Tốt, tốt, tất cả đứng lên hết đi." Nét mặt Ma chủ lộ ra vẻ tươi cười, dường như có chút hưởng thụ đối với lời nịnh nọt của đại hoàng tử. Đám người đại hoàng tử nghe vậy cũng đứng lên, đi đến hàng ghế kế bên, rồi ngồi xuống, bát hoàng tử cùng thập hoàng tử cũng ngồi xuống đúng vị trí ghế của mình. Sau khi ngồi xuống, đại hoàng tử nhìn khắp trong điện một vòng, khẽ gật đầu ra hiệu với Tam hoàng tử Thạch Phá không cùng ngũ công chúa Thạch Cảnh Nghiên cuối cùng còn chuyển ánh mắt cười cười về phía Hàn Lập. Hàn Lập làm như không thấy chuyện này, đại hoàng tử cũng giống như không quan tâm, liền rời ánh mắt đi. Trong thời gian tiếp theo, không ngừng có người đến đây, chúc mừng ma chủ xuất quan. Những người đến đây ít nhiều cũng có mang tước vị, quản hạt dạ dương thành, thậm chí là nắm giữ khắp nơi ma vực. Khánh điển trước mắt này, ngược lại có chút giống như là lâm triều trong thế tục vậy. Thạch Xuyên không không ngừng giới thiệu thân phận những người này cho Hàn Lập nghe, khiến cho Hàn Lập có cái nhìn đại khái với những người này khắp nơi trên ma vực. Rất nhanh, ghế ngồi trong điện đều đã ngồi đầy, chẳng qua hàng ghế thứ nhất, vẫn như cũng chỉ có thạch phá không. Tổng cộng 7 người, không còn những hoàng tử công chúa nào khác tới nữa. Thạch đạo hiếu, không phải nói là lần này thánh hoàng xuất quan, chính là đại sự của khắp thánh vực sao, sao những hoàng tử công chúa khác còn chưa đến. Hàn Lập nhìn hàng ghế còn trống gần một nửa chỗ, truyền âm hỏi. Trước mắt thất ca còn phải chấn thủ ở hắc áp thành, nghiêm mật theo dõi động tính thiên đình, không cách nào phân thân được. Thập nhị ca thì tính tình thích ngao du khắp nơi, nhiều năm đã không có ở giả dương thành, đến phụ hoàng muốn thấy cũng không được. Về phần nhị tỷ, tứ tỷ, cửu tỷ, thập nhất tỷ, bốn người các nàng đều bái nhập làm môn hạ cho một vị đạo tổ của thánh vực ta. Ta cũng nhiều năm không thấy mặt các nàng rồi, chắc chắn lần này các nàng cũng sẽ không đến đây đâu. Thạch Xuyên không giải thích, thì ra là vậy, hàn lập ồ một tiếng, qua một lúc sau, bên ngoài cũng không còn ai xuất hiện nữa. Nếu như mọi người đã đến đông đủ, thì bắt đầu đi, trong khoảng thời gian ta bế quan, bên trong thánh vực đã xảy ra chuyện gì trọng yếu, các ngươi cứ theo thứ tự mà báo lên. Ma chủ gõ cái bàn trước người, nói ra, đại hoàng tử thạch trảm phong nghe vậy, đứng lên đầu tiên. Khởi bẩm phụ hoàng, trong khoảng thời gian người bế quan, nhi thần đã dò xét bốn vực mặc hà, dung lương, hàn vân, cô tinh. Những thứ này nhi thần đã viết một tờ báo cáo vắn tắt về nó, mời phụ hoàng ngự lãm. Thạch Trảm Phong lấy ra một quyển sách ngọc, chật sau lưng ma chủ bay ra một cái bóng xám thoáng chấp động một cái liền hiện ra trước người đại hoàng tử tiếp nhận sách ngọc sau đó thân hình nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh ma chủ cung kính trình lên sắc mặt hàn lập khẽ biến lúc này hắn mới nhìn thấy rõ chân thân cái bóng xám kia là một người mặc áo xám trên mặt người này phủ một tầng hắc khí không thấy rõ khuôn mặt thân thể thì bồng bềnh không giống như người có huyết nhục mà lại giống như một đạo âm hồn người kia tên là ảnh tử chính là cận vệ của phụ hoàng không ai biết được thân phận lai lịch của gã cũng không ai thấy được tướng mạo khuôn mặt nhưng người này có thực lực rất mạnh thạch xuyên không thấy được ánh mắt của hàn lập truyền âm nói ra rất tốt người quét sạch đạo phỉ bốn vực này công lao không nhỏ ma chủ cầm sách ngọc nhanh chóng lật từng trang ra xem một lượt rồi gật đầu nói ra vì phân yêu với phụ hoàng nhi thần cũng không cảm thấy vất vả ngược lại phụ hoàng người bế quan tu luyện gian lao ít năm trước đây nhi thần vô tình lấy được một cây nguyên không thảo muốn dâng tặng cho phụ hoàng, hy vọng là có thể giúp ích cho người. Thạch Trảm Phong khẽ lật cổ tay, lấy ra một cái hộp gỗ màu trắng, rồi mở cái nắp ra, lộ ra bên trong một cây tiểu thảo dài vài tấc. Cả người cây thảo dược này màu trắng bạc, có 9 lá cây, hình dạng lại không giống nhau, mỗi phiến lá đều có từng dòng đạo văn màu bạc, tỏa ra chấn động không gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Ảnh từ kia lóe lên liền lấy hộp gỗ, đặt trước người ma chủ. Con mắt ma chủ nhíu lại, cẩn thận quan sát nguyên không thảo nằm bên trong hộp gỗ, rồi gật đầu thu lại. Hoàng Nhi hiếu thuận như vậy, rất đáng khen, thưởng ba viên thiên thanh linh lung đan, 10 bộ thái sơ thánh khải, 10 thanh long tượng trấn ngục kiếm. Vẻ mặt ma chủ vui vẻ, nói với ảnh tử, thân hình ảnh tử lóe lên một cái rồi biến mất, sau một lúc liền lập tức xuất hiện, trong tay nắm một cái khay bạch ngọc, phía trên có ba khối thủy tinh sáng long lanh óng ánh to cỡ bàn tay, 10 món áo giáp màu trắng, 10 thanh chuyển kiếm màu vàng, mùi hương nhàn nhạt từ ba viên thiên thanh đan phát ra, Hàn Lập vừa ngửi thấy mùi dược hương này, chợt 36 cái huyền khiếu trong cơ thể lập tức nhúc nhích không thôi, tựa như muốn nuốt cả ba viên đan dược kia vào trong miệng. Chương 836, ban thưởng, trừ ba viên thiên thanh linh lung đan kia, 10 bộ khôi giáp màu trắng nhìn cũng bất phàm. Mỗi một bộ khôi giáp nhìn cũng không quá xuất chúng, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện giáp này do vô số lân phiến nhỏ như móng tay làm thành, trên mỗi lân phiến đều có từng đạo phù văn lưu động, tản mát ra ánh sáng trắng mở làm người lóa mắt. Mà những trường kiếm màu vàng kia cũng toát ra trận trận kim quang chói mắt, trong ánh sáng mơ hồ có hư ảnh một con dao long, một con voi to lăn lộn không dứt, khi thì gào thét, khi thì lượn quanh, khi thì bò lổm ngồm. Tạ phụ hoàng ân thưởng, Thạch Trảm Phong lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận những thứ này. Mọi người hai bên thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ hâm mộ, hai mắt Thạch Xuyên không cũng sáng lên, tựa hồ có chút thèm muốn những bảo vật này. Chỉ có Thạch Phá không cùng Thạch Cảnh Nhiên tỏ ra chấn định, sắc mặt thạch phá không không sợ không vui, thạch cảnh nhiên thì lộ một tia cười nhạt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thạch đạo hiếu, thiên thanh linh lung đan kia là loại đan dược gì, cực kỳ huyền diệu a, à, chẳng lẽ chính là đạo đan? Hàn lập truyền âm dò hỏi thạch xuyên không, thiên thanh linh lung đan cũng không phải đạo đan, mà là một loại thánh đan luyện thể. Vài vạn năm trước, phụ hoàng vào chỗ sâu trong thập hoãn sơn mạch, tự tay chém chết một con thiên thanh ma nghiêu đại la cảnh. Lấy máu tươi và thêm mấy trăm loại tài liệu chân quý, Ước chừng qua mấy trăm năm mới luyện chế ra 81 viên Thiên Thanh Linh Lung Đan, mỗi một vị hoàng tử chúng ta đều được ban cho một quả. Qua nhiều năm phong thưởng cho những người khác, hôm nay sợ rằng đã không còn lại bao nhiêu. Uống một viên, chỉ cần có công pháp thích ứng dẫn dắt, kỳ dược lực đủ để đả thông mấy cái, thậm chí mười mấy huyền khiếu, khiến cho thực lực thể tu tăng cường lên nhiều. Thạch Xuyên không nói ra một hơi dài, thì ra là vậy, chắc hẳn khôi giáp cùng kiếm kia cũng nhất định không phải phàm vật a. À. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng hơi thất kinh thái sơ thánh khải cùng long tượng chấn ngục kiếm kia cũng chính là pháp bảo vô cùng lợi hại một tên kim tiên huyền tu tầm thường nếu mặc giáp này vào tay cầm long tượng kiếm liền đủ sức để đánh với một tên tu sĩ thái ất cảnh lần này phụ hoàng ban thưởng cho đại ca đúng là không nhẹ a à. thạch xuyên không tiếp tục nói giọng rất hâm mộ ánh mắt hàn lập chấp động không nói gì có người bộ giáp kiếm này qua một đoạn thời gian đại hoàng tử thạch trảm phong sẽ bồi luyện ra một đội ngũ huyền tu có thực lực không nhỏ nếu đúng như Thạch Xuyên không nói, kỳ thực lực tổng hợp không thua gì một tên tu sĩ đại la cảnh sơ kỳ. Thạch Trảm Phong được ban thưởng xong, rất mau lui xuống. Tiếp theo, Tam Hoàng tử Thạch Phá không đứng dậy bước ra, không người thi lễ với ma chủ, sau đó lật tay lấy ra một quyển sách ngọc, cung kính nói. Phụ Hoàng, những năm qua nhi thần phụng mệnh giám các nơi sát biên giới, đây chính là tấu báo đã được chỉnh sửa lại, mời người xem qua. Vừa dứt lời, trước mắt gã chợt lóe bóng xám, sách ngọc đã xuất hiện trong tay ma chủ. Ma chủ giơ tay lên lật xem một lần, chỉ gật đầu một cái, nói, được, người khổ cực rồi. Thạch phá không lại thi lễ lần nữa, cũng không biểu hiện vẻ buồn bã gì, sắc mặt bình tĩnh trở về chỗ, ngồi xuống. Tam ca thiệt là, vì sao không giống đại ca, nhân cơ hội đưa lên cho phụ hoàng một ít thứ, lấy lòng một chút. Hôm nay tâm tình phụ hoàng rõ ràng không tệ, sẽ không thể thiếu ban thưởng chút thứ tốt. Thạch xuyên không hận rèn sắt không thành, thở dài nói. Hàn lập nhìn một lần nữa vào chỗ ngồi thạch phá không, đối phương tựa hồ nhận ra ánh mắt hắn, cũng nhìn lại bên này, chỉ khẽ mỉm cười. Phụ hoàng, con gái không có bản lĩnh lớn như hai vị huynh trưởng, những năm này chỉ kinh doanh hội quán Bách Hoa, không có đóng góp gì nhiều. Đây là ta cùng các chị em bên trong quán, bỏ ra trăm năm theo ra vạn lý giang sơn đồ, chúc phụ hoàng sớm ngày thành tựu đạo tổ, nhất thống các giới. Thạch cảnh nhiên thành thục đứng dậy, vẫy tay lấy ra một đồ quyển to lớn dài mấy chục trượng, rộng hơn mười trượng. Trên mặt đồ quyển là một bức tranh sơn thủy, quần sơn chập trùng, kéo dài liên miên đến cuối chân trời, một vòng mặt trời to lớn màu đỏ mọc ở phương đông, chiếu sáng vạn dặm núi sông. Tranh theo tuyệt diệu, khí thế bàng bạc, xuyên thấu qua đồ quyển kéo tản ra ùn ùn. Được, Hoàng Nhi có lòng, ảnh tử, lấy tòa bích yên vương đỉnh kia ra, ban thưởng cho cạnh nghiên. Ma chủ khẽ vuốt cầm, phân phó, bóng người ảnh tử thoáng một cái biến mất, rất nhanh lại hiện ra, trong tay cầm một cái đỉnh ba chân màu bích lục. Đỉnh này cao cỡ nửa người, hình dáng phong cách cổ xưa, chóp đỉnh khai mở cửu khiếu, thỉnh thoảng có từng hơi khói bích lục từ trong thoát ra, bay lượn quanh quẩn xung quanh đỉnh, sau đó lại thấm vào trong đỉnh, nhìn hết sức huyền diệu. Đa tạ phụ hoàng, trên mặt thạch cạnh nhiên lộ ra vẻ vui mừng, thu hồi bích yên vương đỉnh, lui xuống. Sau đó, lục hoàng tử thạch minh chân đứng lên, đi ra. Cứ như vậy, chư vị hoàng tử công chúa theo thứ tự ra gặp mặt ma chủ, báo cáo sự vụ, đồng thời cũng dâng lên một ít lễ vật, muốn lấy lòng ma chủ phàm là lễ vật dân, ma chủ cũng tương ứng ban thưởng không nhẹ. Rất nhanh, liền đến phiên thạch xuyên không. Phụ hoàng, những năm qua nhi thần không ở thánh vực, trông non sinh ý quảng nguyên trai không tốt, dẫn đến sinh ý có chút phập phồng, xin phụ hoàng giáng tội. Thạch xuyên không đi ra, lấy ra một bộ quyển trướng trình lên. Giáng tội gì chứ, xuyên không người không ở thánh vực, tuy quảng nguyên trai làm ăn có chút phập phồng, nhưng tổng thể cũng không có thuật xuống. Hôm nay ngươi trở lại thánh vực, chỉnh đốn một chút là được. Ma chủ cầm lấy chướng bộ, lật xem một lần, liền buông xuống, miễn cưỡng nói. Đa tạ phụ hoàng khoan dung độ lược, lần này nhi thần đi du lịch chân tiên giới, tình cờ phát hiện di tích chân môn môn, hơn nữa ở bên trong tìm được món bảo vật này, kính dâng lên phụ hoàng. Trong tay thạch xuyên không lóe lên ngân quang, lấy ra la trá tỷ bà, hai tay dâng lên.